Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Bất ái thành hôn của tác giả Mạc quanh thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Phần 7. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện hương xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. điện thoại là mẹ của trình tường gọi tới việc mẹ trình gọi điện tới vào lúc này khiến cho lâm lệ rất bất ngờ hoàn toàn không có chuẩn bị gì lâm lệ cháu có rảnh không bác muốn mời cháu cùng ăn bữa cơm có được hay không lâm lệ sửng sốt bên kia điện thoại mẹ trình nói rất thành khẩn thậm chí giọng nói có phần nài nỉ thái độ này trước kia chưa từng có cho dù trước kia trình tường chạy khỏi hôn lễ làm hại sảy thai Bà ta cũng chưa từng chân chính thấp giọng nói chuyện với cô, thái độ luôn là cao cao tại thượng trước sau như một. Không nghe thấy Lâm Lệ trả lời, bên kia mẹ Trình có chút không xác định hỏi cô, "Lâm Lệ, cháu có đang nghe bác nói không?" Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng. Chỉ nói, "Xin hỏi có chuyện gì không?" Cô cảm thấy bà không nhàm chán đến độ đột nhiên muốn mời cô ăn cơm, cho dù trước kia ở bên Trình tường 10 năm, bà ta cũng chưa từng thật lòng muốn tiếp nhận cô cuối cùng nếu không phải là vì cái thai hẳn là bà ta sẽ không đồng ý cho bọn họ kết hôn người bên kia điện thoại im lặng chỉ nghe thấy mẹ trình nói là về chuyện của trình tường giọng nói dường như đang đè nén đau đớn lâm lệ cao mày hít một hơi thật sâu nói tôi nghĩ bác trình tìm nhầm người rồi chuyện của tôi và trình tường đã kết thúc nửa năm trước rồi tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nghe cô nói vậy Bên kia điện thoại mẹ Trình vội vàng muốn giải thích cái gì, nói, "Lâm Lệ, bác biết bác." Lâm Lệ không muốn nghe, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cô và Trình Tường cần kết thúc đã kết thúc trong hôn lễ kia rồi, không có gì đáng để dính líu tới nữa. Thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, Lâm Lệ cầm cặp công văn trực tiếp đi đón Tiểu Bân tan học. Cô không biết mẹ Trình Tường gọi điện đến là muốn nói gì với cô, cũng không muốn biết bởi vì cô và trình tường sau này sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa chẳng qua là lúc về nhà ngoài ý muốn nhận được điện thoại của tô dịch thừa gọi tới nói là muốn cô giúp đỡ nghe anh nói xong mới biết hóa ra anh muốn trước lúc an nhiên trở lại sắp xếp một bất ngờ cho cô ấy mà bất ngờ kia chính là đám cưới của anh và an nhiên lâm lệ hiểu đám cưới kia không chỉ là một đám cưới bình thường mà còn hàm chứa lời hứa hẹn của tô dịch thừa đối với an nhiên cô hiểu quá trình bọn họ đến với nhau cũng hiểu cái hôn lễ này đối với bọn họ mang ý nghĩa chính thức lâm lệ tự đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho an nhiên vui mừng vì an nhiên có thể tìm được một người đàn ông chân chính yêu cô ấy cho nên khi tô dịch thừa nói vậy lâm lệ cũng không suy nghĩ liền đồng ý thật ra thì yêu cầu của tô dịch thừa rất đơn giản cũng không cần cô làm cái gì chỉ cần đồng ý giúp anh giấu giếm sau đó lúc an nhiên về nước thì trực tiếp đến sân bay đón an nhiên rồi đưa cô đi thẳng đến nơi tổ chức đám cưới lúc gọi điện cho an nhiên nghe thấy cô trong điện thoại nói mẹ cố đã phẫu thuật thành công vết thương phục hồi thuận lợi lâm lệ thực sự thấy vui vẻ thay cô ấy dựa theo kế hoạch lâm lệ không tiết lộ cho an nhiên về tính toán tổ chức đám cưới của tô dịch thừa chỉ hỏi an nhiên khi nào về nước hai người họ thật lâu rồi không có hảo hảo trò chuyện cùng nhau cứ cuối tuần lâm lệ sẽ đưa tiểu bân trở về đại viện thăm mẹ chu và ba chu có đôi khi là cùng nhau ăn một bữa cơm có đôi khi ngủ lại một buổi đêm nào tiểu bân ăn cái này đi đây là thịt viên kho tàu bà nội đặc biệt làm cho cháu đó cháu nội bảo bối một tuần mới về được một lần mẹ chu ân cần gấp thức ăn sợ bé đói bụng dường như từ sau khi chu hàng tuyên bố với truyền thông bản báo cáo giám định kia Thái độ của mẹ Chu đối với Tiểu Bân càng thêm thân thiết. Lâm Lệ biết như vậy một phần cũng bởi ấy nấy vì lúc trước không kịp thời quan tâm đứa nhỏ, bây giờ không còn nghi ngờ gì về thân phận thằng bé kia là cháu đích tôn Chu gia nữa. Nhưng mà thằng bé kia thì ngược lại, bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ cho nên tương đối nhạy cảm với ý nghĩ của mình, có phần chưa thay đổi được việc vẫn lạ lẫm với ba Chu và mẹ Chu. Nụ cười nhiều khi mang theo một phần xa cách và đề phòng lâm lệ đoán bởi vì bé quá nhạy cảm cho nên vẫn canh cánh câu nói của chu hàng lúc trước không có để xuống chỉ thấy bé ngẩng đầu nhìn mẹ chu rồi sau đó cung kính nói cảm ơn trong lòng mẹ chu hơi chua xót bà nào muốn bé nói cảm ơn gì chỉ cần bé bằng lòng cười với bà bà liền thỏa mãn đem thái độ của bé quy tội về mình nội tâm mẹ chu lại càng tự trách đưa tay sờ sờ đầu bé nói ngoan quá ăn cơm tối xong Tiểu Bân ngồi trên ghế salon xem tivi, mà Lâm Lệ thì trò chuyện với mẹ Chu. Ai nha, Tiểu Bân có phải đang giận mẹ hay không? Nhìn đứa nhỏ, ánh mắt mẹ Chu có chút chán nản. Lâm Lệ cũng nhìn theo ánh mắt bà, chuyện lần trước ảnh hưởng không ít đến nó. Mà Tiểu Bân lại vốn là một đứa nhỏ tương đối nhạy cảm, nên nó cần nhiều thời gian hơn. Mẹ Chu gật đầu, mẹ hiểu, mẹ hiểu. Vừa nói vừa quay đầu nhìn Lâm Lệ, đưa tay kéo tay cô đặt trên đùi mình, nhưng mà may quá còn có con, Lâm Lệ, thật cảm ơn con, có con ở bên cha con nó, mẹ cũng đỡ lo lắng. Lâm Lệ cười cười, cầm tay bà nói, mẹ đừng nói như vậy. Lâm Lệ a, à, có phải gần đây con và Chu Hàn giận nhau không a? À? Đang lúc nói chuyện thì mẹ Chu chuyển chủ đề tới trên người cô. Lâm Lệ giật mình, sắc mặt khẽ biến, gượng cười có chút mất tự nhiên nói, không có không có a à, hai chúng con rất tốt nếu như dựa theo quan hệ hợp tác mà nói hai người bọn họ quả thực hợp tác rất tốt đừng giấu mẹ mẹ nhìn ra rồi mẹ chu nói lúc trước các con rất tốt nếu về cũng là cùng nhau về con xem hiện tại một mình con đưa tiểu bân về còn chu hàng thì bóng người cũng không có nhìn thấy chẳng qua gần đây anh ấy tương đối bận rộn lâm lệ gượng cười giải thích thật ra thì kể từ sau cuộc nói chuyện đó chu hàng dường như đang tránh cô nếu như không cần thiết thì sẽ không chủ động tìm cô nói chuyện dĩ nhiên có nói cũng là nói về chuyện làm ăn thật ra thì anh tránh cô đồng thời cô cũng tránh anh hai người ở nhà rất ít gặp nhau bởi vì cô đã sắp lệch thời gian hai người cho dù cả cô và anh đều đồng thời ở nhà thì cô cũng luôn tận lực ở trong phòng tránh gặp anh lời của lâm lệ mẹ chu tự nhiên là không tin nhìn cô chăm chú hỏi lâm lệ nói thật với mẹ có phải con để ý đến quá khứ của chu hàng hay không bà nhìn ra dường như từ như sau khi thân thế của tiểu bân bị vạch ra tình cảm của hai người chuyển biến xấu đi rất nhiều lâm lệ quay đi chỉ nhỏ giọng nói con không có rút tay khỏi tay bà để trên đùi mình nắm chặt lại mất tự nhiên thấy cô như thế mẹ chu cho là cô để ý chu hàng từng có một cuộc hôn nhân than nhẹ rồi lại có chút khó hiểu hỏi con có thể tiếp nhận tiểu bân vậy tại sao lại không thể tiếp nhận rằng chu hàng từng có một cuộc hôn nhân đây lâm lệ ngẩng đầu biết bà hiểu lầm cô liền giải thích mẹ con không có con không có để ý anh ấy từng kết hôn muốn nói đến hôn nhân thì hồi đó cô và trình tường cũng chỉ kém một thủ tục mà thôi vậy thì vì cái gì chứ mẹ chu lại càng khó hiểu lâm lệ lắc đầu chỉ là miễn cưỡng cười không có gì thật sự là không có gì mà mẹ lâm lệ con có lời gì thì nói với mẹ mẹ nhất định sẽ không thiên vị con trai mình thân là mẹ bà vốn là hy vọng hai người họ có thỏa thuận vui vẻ bây giờ nhìn bọn họ như vậy trong lòng bà khó chịu biết bao nhiêu lâm lệ xoay người sang chỗ khác trong lòng không khỏi có lại chua xót khó tả chỉ thấp giọng nói có lẽ trong lòng chu hàng căn bản không quên được lăng nhiễm cho dù là ban đầu bị thương rất sâu mẹ chu kéo cô lại có chút kích động nói con nói là a hàn còn yêu lăng nhiễm lâm lệ cười khổ chỉ nói có lẽ vậy mẹ chu thu tay lại cúi đầu suy tư có đôi khi chính là vậy khi anh lên kế hoạch muốn cho người yêu một bất ngờ thì người yêu của anh cũng sắp xếp muốn cho anh một cái vui mừng cho nên khi tô dịch thừa vạch kế hoạch chờ an nhiên trở lại liền cho cô một đám cưới thì an nhiên cũng giấu anh về nước sớm hy vọng lúc anh nhìn thấy mình sẽ thật bất ngờ nhưng may mà tô dịch thừa biết tùy cơ ứng biến cũng không lộ ra sơ hở vốn sớm định để cho lâm lệ và em gái tô dịch kiều cùng đến sân bay đón an nhiên lại bị đổi thành sáng hôm sau đến nhà tô dịch thừa đón cô dâu đi nơi tổ chức đám cưới tô dịch thừa bố trí bất ngờ này cho an nhiên thực làm an nhiên kinh ngạc dĩ nhiên cũng thực sự vui mừng gần như là khóc trôi hết trang điểm bởi vì quá cảm động cảm động bởi vì có một người đàn ông sẵn lòng làm nhiều điều vì cô như thế an nhiên rất đẹp mặc dù bụng đã hơi to nhưng là vẫn không làm mất đi phong thái nữ chính bây giờ cả đám cưới được tiến hành đâu vào đấy rất thuận lợi có thể nhìn ra là tô dịch thừa thật sự rất dụng tâm đám cưới được chuẩn bị rất ảo mộng rất duy mỹ nhìn an nhiên khoác tay ba cố từng bước từng bước trên thảm đỏ đến chỗ tô dịch thừa đáy lòng lâm lệ thực sự thật lòng chúc phúc cho bọn họ có lẽ là tức cảnh sinh tình đối mặt với tình cảnh này lâm lệ không khỏi có chút bùi ngùi cảnh tượng như vậy cô đã mơ tới vô số lần từ lúc bọn họ tốt nghiệp đại học cô đã mơ ước mình mặc áo cưới đi về phía trình tường mỗi lần mơ như vậy cũng khiến cho cô tỉnh lại mà mỉm cười hạnh phúc một khoảng thời gian dài sau này mãnh liệt nghĩ đến hôn lễ, chẳng qua là hôn lễ kia không bao giờ là giấc mộng đẹp cho cô tỉnh lại mà cười nữa, mà là vô số lần khiến cô tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Bởi vì một khoảng thời gian dài sau khi mất đi đứa con, cô luôn mơ tới cô và trình tường trong hôn lễ, mơ thấy trình tường phản bội cô mà chạy đi, mơ thấy anh ta đẩy cô xuống đất, sau đó cô tỉnh lại. Cả người mãnh liệt run lên, lòng bàn tay mồ hôi chảy ròng ròng, cho dù là bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy sợ hãi. Ổn định lại hô hấp, nhìn phía trước ba cố trao tay an nhiên vào tay tô dịch thừa. Lâm lệ mỉm cười, xoay người chuẩn bị đi phòng vệ sinh, đang lúc xoay người, không cẩn thận bị mắc vào lễ phục phù dâu của mình, cả người mất trọng tâm, chân mất thăng bằng chuẩn bị té xuống. Đột nhiên cảm thấy phía sau có một trận gió thổi qua, sau đó khi còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được bản thân mình đã rơi vào một lồng ngực rất quen thuộc. Lâm Lệ không quay đầu lại cũng biết người phía sau là Chu Hàng, không biết từ lúc nào quan hệ của Chu Hàng và Tô Dịp Thừa Dường Như đã trở lại giống như trước đây. Lâm Lệ một lần nữa đứng vững thân thể, rời khỏi ngực anh, thấp giọng nói với anh, cảm ơn. Từ lúc đó giữa hai người không hiểu sao có vài phần xa cách và khách khí. Ánh mắt Chu Hàng chăm chú nhìn cô. Không nói chuyện, một lúc lâu sau trực tiếp xoay người rời đi. Lâm lệ nhìn chầm chầm bóng lưng của anh một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, đi thẳng hướng đến phòng rửa tay. Chủ hàng một lần nữa trở lại vị trí, Diệp tử ôn bên cạnh nhìn anh cười có chút mập mờ, tức giận quét mắt nhìn anh ta một cái, chỉ nói, làm gì, phát xuân à. Cố tình lên tiếng để che giấu sự lúng túng và mất tự nhiên trên mặt mình. Diệp tử ôn không để ý lời của anh, dùng bả vai đẩy anh, hỏi, làm sao, có ý với người ta. Mắt Chu Hàng nhìn anh ta, chỉ cảm thấy nụ cười rực rỡ trên mặt anh ta đáng đánh đòn. Thấy anh không đáp, Diệp Tử Ôn dường như đã nhận định anh đối với Lâm Lệ có ý, cười bỉ ổi, vươn tay ra trước mặt anh, nói, mời mình ăn cơm mình sẽ nói cho cậu biết những tư liệu có liên quan đến cô ấy. Anh cũng không bỏ qua từ lúc Lâm Lệ bắt đi đầu đi vào, ánh mắt tên Chu Hàng này cũng chưa từng rời đi khỏi cô, nếu không vừa rồi sẽ không nhìn thấy cô sắp ngã, lập tức tiến lên đỡ lấy cô. Chu Hàn nhíu mày, hỏi: "Cậu biết cô ấy?" Giọng nói hơi trầm xuống. Diệp Tử Ôn không phát hiện chút biến đổi trong giọng nói của anh, tự mình nói, mặc dù cô ấy đã cắt tóc, người cũng có vẻ gầy hơn chút ít, nhưng nhìn mặt thì hẳn là mình không nhận lầm, cậu cũng biết, mình đối với mỹ nữ đã gặp qua là không quên được. Nói xong, Diệp Tử Ôn cười có chút vô lại, nhưng mà, nói cho cậu biết, lúc cô ấy tóc dài còn đẹp hơn bây giờ ánh mắt chu hàng tối lại cũng không nói lời nào diệp tử ôn thấy thế cười cười lại dùng bả vai đụng anh nói như thế nào một bữa cơm trước đây lúc ở quán ba anh chàng này đã uống say bếp nhè cuối cùng còn đổ tất cả chi phí bồi thường lên đầu anh mặc dù anh biết đây là ý của tên tô dịch thừa hắc ám kia nhưng mà anh nào dám đánh chủ ý lên tô dịch thừa đừng nói cậu ta hắc ám không biết lúc nào sẽ cho người ta một đao chỉ là nể cậu ta là anh vợ tương lai của mình anh cũng không dám nói gì nhưng mà không có chuyện anh phải chịu không ít nhất cũng phải kéo được một người thì mới được chu hàng lấy lại tinh thần nhìn cậu ta một cái chỉ thản nhiên nói không cần phiền phức như vậy đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ trên tay nhân viên phục vụ ngửa đầu uống một hớp diệp tử ôm sửng sốt có chút kỳ quái hỏi không phải là cậu coi trọng người ta sao không có thì sao cậu ta dán mắt vào người ta làm gì? Thật ra thì anh cũng không phải thật sự muốn bắt chẹt gì cậu ta một bữa cơm gì đó, làm bạn bè, anh cũng muốn cậu ta có thể một lần nữa chấn chỉnh tinh thần, đừng sống trong cuộc sống bóng ma mà lăng nhiễm mang đến cho cậu ta. Đúng, mình coi trọng người ta. Chu Hàng gật đầu, lại lấy từ trên khay của nhân viên phục vụ một ly sâm panh, giơ tay lên ngửa đầu uống một hớp. Trong lòng có chút rầu rĩ khó chịu, cái loại khó chịu này không biết là từ đâu đến, nhưng chính là làm cho anh có chút phiền não và không yên. Vậy cậu không nên. Thích thì phải tích cực chút nha, anh chàng này sao lại đầu gỗ giống trước kia vậy? Cùng lắm thì người ta không cần cậu mời khách nữa, đúng là hẹp hòi, mình cho cậu biết, cô ấy tên là Lâm Lệ. Chu Hàng đưa tay cắt đứt lời Diệp Tử Ôn, chỉ nói, cô ấy là vợ mình. Có lẽ chính anh cũng không phát hiện, lúc anh nói lời này giọng nói chắc chắn lạ thường. Diệp tử ôn sửng sốt, mắt mở thật to, có chút khó tin nhìn anh, lúc kịp phản ứng, chu hàng vốn là đứng trước mặt anh sớm đã không thấy. Lâm lệ ở trong phòng rửa tay một lúc lâu. Sau khi trang điểm lại xong lúc này mới cầm lấy túi sách đi ra khỏi toilet, chỉ là vừa đi ra ngoài, suýt chút nữa đụng vào một người khác. Người kia mùi rượu nồng nặc khiến cho Lâm Lệ ngửi thấy có chút khó chịu, khi giơ tay lên bịt mũi, chuẩn bị tránh ra đột nhiên sửng sốt nhìn chầm chầm người đàn ông trước mắt bước đi có chút lão đảo có chút kinh hải hô lên chu hàng chu hàng dừng lại nhìn cô một lúc lâu dường như là nhìn rõ cô rồi nói a à, là em sao làm sao anh lại uống nhiều rượu như vậy lâm lệ cau mày nhìn anh có chút không đồng ý chu hàng kéo kéo khóe miệng chỉ nói nói a à, cũng không liên quan đến em nói xong quay đầu muốn đi về phía nhà vệ sinh nam trước mặt nhưng mà thật sự uống hơi nhiều, bước đi rõ ràng không vững. Chân nam đá chân chiêu, cả người lão đảo, dường như bước kế tiếp có thể sẽ té ngã. Lâm lệ vô thức tiến lên, đỡ lấy cả người anh, để cho trọng tâm cả người anh dựa vào mình, nói anh không có việc gì uống nhiều rượu như vậy làm gì. Giọng nói lộ ra quan tâm rõ ràng. Chu Hàng dùng sức nặng cả người sang cô để đi, Lâm Lệ không nhìn thấy trên đỉnh đầu khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng không nói lời nào. Lâm lệ cố hết sức đưa anh đến cửa nhà vệ sinh nam, lúc này mới buông anh ra, mặt đỏ lên có chút mất tự nhiên, nói, anh, một mình anh vào đi thôi. Chu Hàng vẫn không nói chuyện, xoay người liền đẩy cửa phòng vệ sinh đi thẳng vào bên trong, chỉ là lâm lệ quay lưng lại, cũng không phát hiện lúc Chu Hàng đi vào bước đi rất tự nhiên. Không hề có bộ dạng lão đảo nào, giống như người không có làm sao quay đầu nhìn thấy cửa nhà vệ sinh nam đóng chặt, Lâm Lệ xoay người muốn đi, nhưng bước chân lại nặng trĩu không bước nổi, nhớ lại lúc trước anh say rượu nôn thốc nôn tháo, cuối cùng trong lòng vẫn còn chút lo lắng không dứt được. Cho nên lúc Chu Hàng từ phòng vệ sinh nam đi ra, Lâm Lệ đứng cách đó không xa, thấy anh từ bên trong đi ra ngoài, liền vội vã chạy tới bên anh, đưa tay vừa đỡ anh, vừa hỏi, như thế nào, anh thấy đỡ chưa? Chu Hàng không nói chuyện, chỉ gật đầu. Lâm Lệ vẫn có chút không yên lòng, nói, anh có muốn về trước hay không? Dừng bước lại, Chu Hàn cúi đầu nhìn cô, hỏi, em đưa về. Lâm Lệ suy nghĩ một chút, bây giờ quả thật để anh một mình tự về cô cũng không yên lòng, chỉ có thể gật đầu, "Ừ, em đi nói một tiếng với An Nhiên." Chu Hàn gật đầu, nói, "Được, anh chờ em ở cửa." Đợi lúc Lâm Lệ nói một tiếng với An Nhiên rồi trở lại, chỉ thấy chu hàng đang dựa lên vào cột trụ trên đài nhắm mắt lại như đang ngủ lâm lệ tiến lên vừa định lên tiếng gọi anh chỉ thấy anh mở mạnh mắt ra nhìn cô chằm chằm một lúc lâu sau mới lên tiếng đã xong chưa lâm lệ sửng sờ sau đó phục hồi lại tinh thần gật đầu từ chúng ta đi về trước đi vừa nói vừa thò tay dìu anh đi chu hàng không có từ chối để mặc cô dìu lên xe sau khi đưa chu hàng lên xe lâm lệ đi gọi nhân viên phục vụ giúp cô đi xe để anh ta lái xe chu hàng đi phía sau xe cô đợi cô sắp xếp cốt hết mọi thứ lúc trở lại chỉ thấy chu hàng ngửa đầu dựa vào chỗ ngồi như đã ngủ miệng khẽ nhếch hô hấp có phần thàng thàng nặng nề lâm lệ nhìn anh một lúc lâu cuối cùng là nhẹ nhàng điều chỉnh chỗ ngồi để cho anh có thể ngủ an ổn chút ít sau đó mới khởi động xe rời đi Lâm lệ không biết rốt cuộc là vừa vặn hay là người nào đó cố ý giả vờ ngủ, khi xe cô vừa dừng lại trong bãi đổ xe, tắt máy thì người vốn đang ngủ say vừa vặn mở mắt ra, hỏi, đến rồi. Lúc đỡ anh lên, Lâm lệ có cảm giác, cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng, cuối cùng quay đầu nhìn người như đang dùng tất cả sức nặng lên người cô. Không khỏi có chút hoài nghi hỏi, anh say thật sao? Chu Hàng nhìn cô, cố ý đè mình lên cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu nói bên tai cô em nói xem lâm lệ bị mùi rượu của anh phả vào có chút khó chịu liếc về phía cửa đi bất kể anh say hay không say ngửi mùi rượu đúng là anh cũng uống không ít về đến nhà lâm lệ khó nhọc đỡ chu hàng để cho anh nằm xuống giường cũng không biết là không cẩn thận vô ý hay là cố ý lúc chu hàng ngã xuống kéo tay ôm lấy cổ lâm lệ không buông ra trực tiếp lôi lâm lệ cùng anh ngã xuống giường giường đủ mềm mại té xuống cũng không đau nhưng mà sau khi hai người cùng nhau ngã xuống giường không khí cả gian phòng đột nhiên trở nên quỷ dị rồi lâm lệ muốn đứng lên lại bị chu hàng kéo chỉ thấy chu hàng đang chăm chú nhìn lâm lệ ánh mắt thâm thúy kia có chút mê ly trong lúc nhất thời khiến cho lâm lệ hoảng hốt không kịp phản ứng chu hàng giơ tay lên nhẹ nhàng vén tóc không chỉnh tề trên trán lâm lệ sau đó bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô nhiệt độ trong lòng bàn kia có chút đốt người khiến cho lâm lệ không khỏi giật mình vô thức muốn chống người ngồi dậy chỉ nghe thấy chu hàng nói đừng nhúc nhích giọng nói khiến cho không khí mập mờ có chút quỷ dị trở nên mị hoặc làm cho người ta khó có thể cự tuyệt giống như trúng phải một loại cổ độc quả thật lâm lệ đã dừng động tác lại chỉ chăm chú nhìn chu hàng thấy cô dừng lại chu hàng lúc này mới khẽ thở dài Tay trước sau không có rời khỏi mặt cô, nghiêm túc nghe anh nói mấy câu được không? Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt kia dường như hỏi, nói gì? Chưa từng coi em là thế thân của Lăng Nhiễm. Chu Hàn nhìn cô, lời nói rất thật tình, anh thừa nhận tình cảm của anh đối với Lăng Nhiễm đã tồn tại mười mấy năm, cũng thừa nhận đoạn tình cảm này khiến anh bị tổn thương rất sâu. Nhưng mà anh chưa bao giờ là người cầm lên được không bỏ xuống được. Trước kia từ khoảnh khắc anh ly hôn với Lăng Nhiễm, tình cảm anh dành cho cô ta đã đến điểm cuối, việc anh để ý sự tồn tại của Tiểu Bân không phải vì nó là bằng chứng chứng minh Lăng Nhiễm phản bội anh, mà là vì nó khiến anh phải nhìn thẳng vào tình cảm và tình yêu mười mấy năm qua của anh đã sai lầm bao nhiêu. Sau khi chia tay với Lăng Nhiễm, anh vẫn không hề có một cuộc tình nào, không phải vì anh còn chưa quên được Lăng Nhiễm, cũng không phải anh còn sống trong cái bóng của việc Lăng Nhiễm phản bội đương nhiên cũng không phải sống trong ký ức khó quên với cô ta là anh sợ hãi khiếp đảm không dám thử nữa nhưng mà vì em anh muốn thử lần nữa lâm lệ mở miệng gần như là theo bản năng tại sao chu hàng cười khẽ cong khóe miệng bàn tay từ gương mặt của cô trượt xuống môi cô ngón tay nhẹ vuốt ve môi cô có lẽ bởi vì chúng ta có trải nghiệm giống nhau có lẽ là khi chúng ta chữa vết thương cho nhau anh không cẩn thận nên yêu em rồi có lẽ thật ra thì anh cũng không biết khi đang nói chuyện giờ phút này chu hàng làm gì có nửa bộ dáng của kẻ say rượu lâm lệ nhìn anh chỉ cảm giác trái tim mình đập mạnh thình thịch nhẹ vỗ môi của cô chu hàng chậm rãi cúi đầu hướng về phía cô mắt thấy sẽ hôn lên môi của cô đột nhiên bị lâm lệ mạnh mẽ đẩy ra lâm lệ mạnh mẽ ngồi dậy chỉ nói nói anh anh say nói xong có chút bối rối chạy nhanh ra khỏi gian phòng. Chu Hàng ngồi ở phía sau bàn làm việc, ngồi bút trên tay xoay, ánh mắt lại nhìn chầm chầm phía cửa, cánh cửa phòng làm việc không đóng lại, nhìn xuyên qua là có thể thấy Lâm Lệ ngồi ở ngoài kia. Khẽ nhíu mày, thu hồi lại ánh mắt, lại nhìn chầm chầm điện thoại trên bàn một lúc lâu, cuối cùng đưa tay gọi nội tuyến, điện thoại trên bàn thư ký của Lâm Lệ vang lên chỉ thấy lâm lệ nhìn điện thoại như là suy nghĩ một lát, lúc này mới đưa tay lên nghe. bên tai chu hàng truyền đến tiếng cô, alo, chu tổng, khách sáo mà xa cách, chỉ mang tính chất công việc. em đi vào đây một lát. giọng nói chu hàng có chút trầm thấp. lâm lệ không động đậy, chỉ hỏi qua điện thoại, có chuyện gì không? chân mày của chu hàng dường như nhăn thêm chút nữa, im lặng một lúc lâu mới mở miệng pha cho anh ly cà phê nghe vậy lâm lệ ở ngoài cửa trả lời rất dứt khoát vâng tôi biết rồi vừa nói xong liền cúp điện thoại đứng dậy đến phòng pha nước chu hàng cúp điện thoại nhìn thân ảnh ngoài cửa biến mất khỏi tầm mắt của anh ở chỗ ngã rẽ từ sau lần anh thổ lộ lúc say rượu kia lâm lệ càng tránh anh hơn nữa không có việc cần thiết tuyệt đối sẽ không nói chuyện với anh thậm chí là liếc nhìn anh cũng không ở nhà thì không cần phải nói rồi, ở công ty cũng vậy. Anh biết là cô cần thêm thời gian, nhưng cũng không có nghĩa sự chịu đựng của anh là vô hạn. Ánh mắt Chu Hàng trước sau vẫn nhìn chằm chằm phía cửa. Cho đến khi Lâm Lệ bưng cà phê lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh vẫn không dời mắt đi chỗ khác. Anh nhìn chằm chằm thẳng thường như vậy, tự nhiên Lâm Lệ cũng nhìn anh, nhưng mà ánh mắt vừa chạm nhau trong nháy mắt, cô liền nhanh chóng liếc đi, cúi đầu, cũng không nhìn anh đưa tay gõ cửa phòng làm việc vào đi tiếng chu hàng và tiếng gõ cửa đồng thời vang lên gần như là cô vừa giơ tay lên anh lập tức chuẩn bị mở miệng lâm lệ vẫn không ngẩng đầu bưng cà phê đi vào ánh mắt thế nào cũng không có nhìn thẳng anh một cái trực tiếp đặt cà phê trên bàn làm việc của anh nhỏ giọng cung kính nói cà phê của ngài nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi thái độ cung kính giống như là thư ký chuyên nghiệp xa cách cứ như là hai người chỉ có quan hệ công việc không có nhiều hơn chờ một chút chu hàng mở miệng nghiêm túc mà lạnh thấu xương lâm lệ dừng bước không quay đầu lại chỉ nói chu tổng còn có chuyện gì sao đôi mắt sâu tựa như hồ nước nhìn thẳng cô chu hàng lạnh lùng cứng rắn nói xoay người lại nhìn anh chỉ thấy hai tay lâm lệ nắm chặt cuối cùng xoay người lại nhưng mà ánh mắt không nhìn tới anh mà hơi rủ mắt xuống nhìn vào bàn làm việc màu đỏ nâu rộng rãi của anh cũng không có nói chuyện chu hàng mở miệng nói cho anh biết đáp án của em lâm lệ nhìn sang hai bên một chút giả bộ hồ đồ nói em không biết anh đang nói cái gì chu hàng đứng dậy từ phía sau bàn làm việc đi ra đứng trước mặt cô ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn cô ngữ điệu trầm thấp em còn đang trốn tránh em không có lâm lệ phủ nhận tay nắm chặt thêm một chút em có chu hàng nói thanh âm không lớn nhưng lại chắc chắn lạ thường em không có lâm lệ phủ nhận khẽ nghiêng người anh nhìn cô chăm chú như vậy khiến cho cô có cảm giác bị áp bách chu hàng cũng nghiêng người theo cô giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên lộ ra ý cười nếu không đúng như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh không muốn để anh xem thường hít một hơi thật sâu Lâm lệ có chút cuộc cường ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, một lần nữa mở miệng nói, em không trốn tránh, đối với việc đã qua mà nói. Em đã dứt từ nửa năm trước rồi. Chu Hàng khóe miệng khẽ cong lên, nhìn cô nói, nếu như dứt rồi thì chúng ta thử bắt đầu. Nghe vậy, Lâm lệ dời ánh mắt qua bên cạnh, không nhìn tới anh, em, em không muốn. Ý cười nơi khóe miệng phai nhạt đi, nhíu mày, giọng nói cũng trở nên có chút lãnh ngạnh, vì sao không vì cái gì cả lâm lệ cắn cắn môi nói em cảm thấy phương thức sống chung của chúng ta như bây giờ rất tốt không cần thiết phải thay đổi hoặc là thử nghiệm bất kỳ thay đổi hay thử nghiệm nào cũng cần phải trả giá thật nhiều cô đã bị thương không nổi nữa phương thức sống chung hiện tại của chúng ta rất tốt chu hàng cười lạnh nói em là chỉ chúng ta hiện tại ở trong một nhà cùng nhau đi làm lại giả vờ làm hai người không quen biết như vậy là phương thức sống chung rất tốt lâm lệ mạnh miệng không có gì không tốt cả chu hàng đưa tay nâng mặt cô lên buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt chống lại ánh mắt cô tầm mắt nhìn vào tầm mắt cô nói chúng ta có thể đừng sống mệt mỏi thế này hay không hai người anh tránh cô cô tránh anh không phải là mệt mỏi sao lâm lệ nhìn anh khóe miệng nhếch lên nếu như như vậy có thể làm cho mình không bị thương, thì tại sao lại không? Chu Hàng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng buông cô ra, nhưng mà vẻ mặt nếu như dùng một từ để miêu tả thì chính là băng giá. Cũng không biết là do nhiệt độ hay là gì khác, nhiệt độ của phòng làm việc dường như giảm đi rất nhiều. Lạnh buốt. Chu Hàng xoay người, lần nữa quay trở về bàn làm việc, không có nhìn cô, nét mặt không chút thay đổi nói, đi ra ngoài đi lâm lệ nhìn anh há miệng cuối cùng cũng không nói gì xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc khi đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại chỉ nghe thấy chu hàng ở phía sau lớn tiếng nói mở cửa ra tay đang nắm cửa dừng lại một giây hai giây cuối cùng thu hồi không có quay đầu trực tiếp ra khỏi phòng làm việc chu hàng ở trong phòng làm việc phía sau nhìn theo cô nhìn cô lần nữa ngồi xuống đáy lòng tức giận chậm rãi tăng lên thu hồi ánh mắt nhìn chầm chầm vào ly cà phê cô vừa bưng vào. Ra khỏi phòng làm việc của Chu Hàng, tâm tư lâm lệ có chút hoảng hốt. Cho đến lúc tan việc mới chậm rãi hồi phục tinh thần, liếc nhìn thời gian trên máy vi tính, lúc này mới có chút bối rối thu dọn đồ đặt chuẩn bị đi đón đứa nhỏ. Chỉ là điều khiến lâm lệ có hơi bất ngờ đó là, lúc cô đi thang máy, vừa xuống tới lầu dưới, lúc cửa mở ra thì thấy mẹ Trình Tường đứng trước thang máy. Mẹ Trình cũng nhìn thấy cô, vừa mới chuẩn bị bước vào liền lui ra có chút mừng rỡ nhìn lâm lệ gọi lâm lệ lâm lệ ngẩng người hồi phục lại tinh thần chỉ gật đầu bà trình thật trùng hợp giọng nói khách khí mà xa cách mẹ trình cũng gật đầu tiến lên muốn kéo tay lâm lệ lại bị cô tránh ra đang lúc muốn mở miệng nói gì thì bị lâm lệ đoạt nói trước tôi còn có chuyện đi trước nói xong lâm lệ đi lướt qua bà chuẩn bị đi tới bãi đậu xe thấy cô muốn đi mẹ trình vội vàng mở miệng chờ một chút lâm lệ còn có việc gì sao lâm lệ hỏi giọng nói lạnh lùng không có tình cảm mẹ trình vội vàng đi lên đứng trước mặt lâm lệ nói lâm lệ chúng ta nói chuyện một lúc được không tôi cảm thấy tôi và bà trình không có chuyện gì để nói cả lâm lệ trực tiếp nói thẳng không hề uyển chuyển mẹ trình hình như thật sự có chuyện quan trọng cũng không để ý tới việc lâm lệ không có thiện ý, ngược lại có chút vội vàng nói, là về chuyện của trình tường. Lâm lệ nhìn bà, chân mày khẽ cau lại, cô cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng bình thường giọng nói của mẹ trình luôn là khinh người này làm sao lại trở nên có chút không giống đây. Thấy cô không nói chuyện, mẹ trình hiểu lầm rằng cô còn chưa dứt tình với trình tường, có chút vui mừng vội vàng nói tiếp, lâm lệ, là như vậy, cháu theo ta đi thăm trình tường một chút được không? Trình Tường nó. Lâm Lệ cắt đứt lời bà. Chuyện của tôi và Trình Tường đã qua rồi, hiện tại anh ta đối với tôi mà nói chính là một người xa lạ, tôi không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh ta nữa. Cô sẽ không có thừa tinh lực và thời gian cho một người xa lạ nữa, 10 năm đã quá đủ rồi, hiện tại cô không muốn lãng phí chút nào nữa. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, xác định nếu giờ còn không đi cô sẽ gặp phải giờ cao điểm đoán chừng sẽ bị kẹt xe trên đường nhìn bà một cái chỉ nói tôi đang vội đi trước vừa nói vừa bước về phía trước muốn đi khỏi lâm lệ trình tường ngã bệnh rồi mẹ trình hướng về bóng lưng lâm lệ hô lên giọng nói rất cấp bách nghe vậy lâm lệ bỗng nhiên dừng lại xoay đầu nhìn mẹ trình trình tường ngã bệnh rồi hiện tại nó không muốn tiếp nhận trị liệu cả người cam chịu ai nói cũng không nghe mẹ trình vừa nói nước mắt có chút không nhịn được rơi xuống bác thật sự không có cách nào rồi cho nên mới nghĩ đến van cầu cháu lâm lệ nó nghe lời cháu cháu đi thăm nó một chút khuyên nhủ nó có được hay không nhìn lâm lệ giọng nói kia giống như khẩn cầu đáng thương thay cho tấm lòng của cha mẹ cho dù bình thường là một người bá đạo gặp chuyện của con mình thì cho dù có mạnh mẽ đi nữa cũng phải thỏa hiệp coi như là khẩn cầu cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái mình lâm lệ có chút phản ứng không kịp phải nói là có chút khó tin nhìn chằm chằm mẹ trình bác bác nói là trình tường ngã bệnh rồi mẹ trình gật đầu sự thật này bà cũng không muốn tiếp nhận nhưng là có không muốn cũng không có cách nào sự thật là như vậy nước mắt theo gương mặt bà rơi xuống lâm lệ nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt này mới phát hiện bình thường bà chú trọng nhất là bề ngoài lúc này mới bao lâu không gặp cả người đã tiều tụy nhiều như vậy đầu tóc vốn được chăm chút gọn gàng giờ đều trở nên tán loạn bề ngoài nhìn vốn mạnh mẽ bây giờ nhìn lại thấy đặc biệt nhu nhược và bất lực lâm lệ bác biết trước kia thật sự có nhiều chuyện có lỗi với cháu nhưng nể tình tình cảm của cháu và trình tường nhiều năm như vậy cháu đi thăm trình tường một chút có được không nó thật sự yêu cháu thật sự rất yêu cháu mấy ngày nay nhìn nó nằm trên giường bệnh đêm ngủ đều gọi tên cháu lâm lệ quay đầu đi không nhìn đến bộ dạng cầu sinh của bà ta nghĩ đến thật đúng là có chút châm chọc và buồn cười đến bây giờ nói những chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa mẹ trình thấy cô như thế cũng chẳng quan tâm nhiều bà biết hiện tại chỉ có lâm lệ mới có thể cứu con của bà nắm tay lâm lệ khóc lóc cầu sinh lâm lệ bác xin cháu coi như là bác cầu xin cháu cháu đi bệnh viện thăm trình tường có được không khuyên nhủ nó phối hợp trị liệu nó bị ung thư xương bác sĩ nói nếu nếu không phẫu thuật thì sẽ khó mà bảo toàn mạng bác chỉ có một đứa con bác không thể trơ mắt nhìn nó ra đi như vậy lâm lệ cháu đi thăm nó được không trong lòng lâm lệ chấn động nhìn ba ta có chút nói không ra lời ung thư xương thật là một danh từ đáng sợ lâm lệ đi thăm nó được không chỉ liếc qua thôi cũng tốt bác chỉ có một đứa con bác thật sự không thể mất nó mẹ trình vừa khóc vừa nói bà ta lúc này đâu quan tâm gì đến bề ngoài nữa thấy lâm lệ không đồng ý liền quỳ xuống bác cầu xin cháu bác quỳ xuống để cầu xin cháu có được hay không chuyện trước kia là do bác không tốt bác nhận lỗi với cháu cháu đi thăm trình tường đi thăm nó có được không bác bác đừng như vậy lâm lệ vội vương tay đỡ bà cho dù trong lòng có không vui và oán hận bà ta thế nào dù gì bà ta cũng là bề trên cô đâu thể nhận được bà ta thế này. Vậy là cháu đồng ý với bác rồi. Mẹ Trình đứng dậy. Nắm chặt tay Lâm Lệ, trên mặt vẫn còn giàn dụa nước mắt, cháu đồng ý với bác đi thăm Trình Tường có phải không? Bà thật sự không còn cách nào rồi, từ khi biết con trai ngã bệnh mấy ngày, bà và ba của Trình Tường đã nghĩ mọi cách. Bác sĩ nói tế bào ung thư đã lan đến bắp đùi phải rồi, bây giờ cách duy nhất là cắt bỏ, bà nghe xong liền ngất tại chỗ nhưng nếu đây là cách cuối cùng nếu so sánh với tính mạng của con trai thì cho dù bọn họ có không muốn đi nữa cũng chỉ có thế cắn răng chấp nhận hiện thực này nhưng mà trình tường nghe đến phải cưa bỏ sống chết không chịu nó nói nó không thể chấp nhận nửa đời còn lại của mình là một người què nếu thế nó thà chết còn hơn nhưng mà nhưng mà nếu nó chết bà và ba nó sống thế nào đây bọn họ chỉ có một đứa con là trình tường a bọn họ bảo tiêu tiêu đến khuyên nhủ nó nhưng mà trình tường căn bản đến mặt tiêu tiêu cũng không muốn nhìn, mỗi lần tiêu tiêu đến liền phát giận đập đồ đạc đuổi tiêu tiêu đi, nó nói cả đời này, người nó không muốn nhìn thấy nhất chính là tiêu tiêu, bởi vì cô ta làm hại nó mất tất cả. Cũng là đến lúc đó, bọn họ mới biết được người mà con trai mình yêu thực sự chính là Lâm Lệ. Dù ấy nấy nhưng bà vẫn nghĩ đến bảo Lâm Lệ đến khuyên nó, có lẽ nó sẽ nghe Lâm Lệ nói, nhưng mà khi nó biết bà gọi điện cho lâm lệ thì rất tức giận không cho bà quấy rầy cuộc sống của lâm lệ nữa tối hôm đó sốt cao thậm chí khiến cho bệnh tình càng xấu đi bác sĩ nói bệnh của nó không thể kéo dài hơn được nữa tuy là rất khó khăn nhưng mà nhất định phải nhanh chóng quyết định có phẫu thuật hay không phẫu thuật cho nên lúc này bà mới gạt trình tường tới đây cầu xin lâm lệ hiện tại bà chỉ có thể trông cậy vào lâm lệ mà thôi trông cậy trình tường có thể nghe lâm lệ khuyên nhủ lâm lệ nhìn bà ta trong lòng cũng không biết bản thân mình đang có tâm tình gì cô đã quyết định sẽ không quay đầu lại nữa bởi vì đau đớn hồi đó vẫn luôn hiện lên rõ mồn một trước mắt mỗi lần gặp lại người đàn ông kia sẽ khiến cô nhớ lại sự quyết tuyệt của anh trong đám cưới nhớ lại cảm giác lúc đứa con tử từ từ biến mất khỏi cơ thể cô cái loại đau đớn này cô không muốn phải trải nghiệm lại lần nữa lâm lệ bỏ tay bà ra cũng không nhìn đến bà có chút đau đớn nhắm mắt lại nói, tôi không đi, tôi không thể giúp được bác. Nói xong, cắn răng định đi. Phía sau mẹ Trình thấy cô muốn đi, liền quỳ hai chân lên mặt đất, lâm lệ, bác cầu xin cháu, cầu xin cháu. Lâm lệ dừng lại, hàm răng cắn chặt vào môi có chút đau, hai tay cũng nắm lại thật chặt. Một màn như vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều người ra vào tòa nhà, ngày càng nhiều người tụ tập vây xung quanh nhìn xem, trong đó bao gồm cả trợ lý từ vừa từ bên ngoài về thấy vậy liền chen vào đám đông nhìn lâm lệ lại nhìn mẹ trình đang quỳ trên mặt đất không khỏi tiến lên hỏi thư ký lâm có chuyện gì vậy lâm lệ không nhìn anh ta nhìn mẹ trình đang quỳ trên mặt đất hàm răng cắn vào môi gần chảy máu cuối cùng cũng không nói gì xoay người đi thẳng đến bãi đậu xe mẹ trình vẫn quỳ trên mặt đất khóc gọi tên lâm lệ lâm lệ lái xe cả người hoảng hốt trong đầu là những lời mà mẹ trình mới nói vừa nãy cô không nghĩ tới trình tương sẽ bị bệnh hơn nữa còn là ung thư xương cô nhớ lần cuối cùng nhìn thấy trình tường lúc đó cô đang đưa tiểu bân đi ăn kfc trở về nhìn qua thấy anh ta rất tiều tụy có phải lúc đó anh ta đã bị bệnh hay không có chút đau đớn nhắm mắt lại nếu nói không có cảm giác gì là hoàn toàn không có khả năng trong lòng cô bực bội cũng không rõ ràng tâm tình của mình giờ phút này ầm um, một tiếng va chạm mãnh liệt lâm lệ không rõ tình huống cả người đập mạnh lên phía trước đầu va vào tay lái đau đớn khiến cô không khỏi kêu lên tiếng đưa tay vỗ vỗ đầu có chút choáng váng còn chưa kịp định thần lại cửa xe đã bị gõ vang quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người cao lớn ở bên ngoài trâu không được cạo nhìn có chút dọa người lâm lệ quay đầu lúc này mới phát hiện xe mình đâm thẳng vào cái xe vận tải ở đằng trước cộc 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 người đàn ông cao lớn ở ngoài xe thấy lâu mà người không xuống xe lại lấy tay đập mạnh vào cửa sổ xe ra vẻ nếu cô không xuống tôi sẽ không ngừng lại lâm lệ xoa đầu mở cửa đi xuống còn không chờ cô mở miệng người đàn ông cao lớn đối diện liền quát mắng ầm lên cô có biết lái xe hay không a à? đèn đỏ cũng không nhìn thấy mẹ kiếp xe ông mày dừng rồi mà cô còn đâm vào cô bị mù à lâm lệ tự biết mình đuối lý cũng không nói nhiều chỉ nói xin lỗi xin lỗi là lỗi của tôi phí sửa chữa xe tôi sẽ chịu trách nhiệm thấy lâm lệ nói như vậy người đàn ông vạm vỡ kia nhướng mày nhìn lâm lệ nói không cần phiền phức như vậy trực tiếp bồi thường tiền là được cô trực tiếp đưa tiền cho tôi lâm lệ cũng không có lòng nào nhiều lời với anh ta chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết chuyện này, cho nên khi nghe anh ta nói như vậy liền gật đầu hỏi, phí sửa chữa bao nhiêu. Thấy Lâm Lệ dễ nói chuyện, người nọ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp dùng công phu sư tử ngoạm nói, xe của cô đụng hỏng thanh an toàn và đèn hậu của xe tôi. Cô đưa 2.000 tệ, chuyện này coi như bỏ qua. 2.000 Lâm Lệ trừng to mắt, cô đụng phải xe anh ta là cô không đúng, Điều này cô không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà cũng không có nghĩa vì thế mà cô tiêu tiền như rác, chỉ vào xe anh ta nói, Ông anh này, xe của anh là xe gì a à? thanh an toàn và đèn hậu xe anh mà đòi 2.000 tệ, sao anh không đi cướp ngân hàng hả? Làm sao, cô đâm vào xe của tôi giờ không muốn bồi thường phải không? Người nọ hiếp mắt nhìn Lâm Lệ, đưa tay sắn sắn tay áo. Lâm Lệ cũng không phải là người dễ bắt nạt khi còn ở trường học không ít lần ra tay mạnh mẽ tất nhiên sẽ không bị anh ta dọa mà lui về tiến lên một bước nói hai trăm anh có muốn hay không nếu không thì chúng ta báo cảnh sát xử lý hai trăm cô cho tôi là ăn xin à người đàn ông cao lớn tức giận đến nghiến răng hung ác nói ta cho cô biết ở cái gian thành này không ai không nhận ra bưu ca tôi hôm nay cô đưa hai nghìn tệ thiếu một đồng cũng đừng nghĩ lâm lệ nhìn thẳng anh ta trên mặt không chút sợ hãi, Bưu Ca đúng không, tôi cũng không bị hù dọa đâu, 200 tệ nếu anh không muốn chúng ta trực tiếp báo cảnh sát. Để cho cảnh sát đến xử lý, đến lúc đó có còn được 200 tệ hay không ta cũng không dám đảm bảo đâu. Tôi thấy cô chính là muốn chết. Bưu Ca kia có chút bị chọc giận, vung quả đấm hướng tới Lâm Lệ, chỉ là quả đấm kia đang hướng vào đầu Lâm Lệ, ở giữa không trung liền bị người ta chặn lại trong nháy mắt lâm lệ đúng là bị làm cho kinh hãi. Cứ nghĩ rằng quả đấm kia nhất định sẽ nện xuống mặt mình, cho nên khi quả đấm kia bị người ta chặn lại, thật đúng là có chút sững sờ, quay đầu nhìn lại, không nghĩ rằng lại là người quen. Diệp tử ôm cười cười nhìn cô không sao chứ. Lúc này lâm lệ mới định thần lại, gật đầu, cô có chút ấn tượng với người đàn ông này, biết anh ta chính là bạn của Chu Hàng và Tô Diệp Thừa. Diệp tử ôm gật đầu, quay lại nhìn bưu ca kia nói, người anh em, sao lại ra tay đánh phụ nữ chứ? Con mẹ nó mày chui từ đâu ra, dám quản chuyện của bố mày. Tay của bưu ca bị Diệp tử ôn bắt được liền quát anh, tay muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát được. Trên mặt Diệp tử ôn trước sau vẫn nở nụ cười, một tay dùng sức trực tiếp vặn tay của tên kia lại. Vừa cười vừa nói, cũng nói cho anh biết, tôi vừa ra khỏi bộ đội, thật lâu không luyện tay, tay thật sự cũng rất ngứa bưu ca kia bị diệp tử ôn bắt được nói buông tay ra tay sắp gãy diệp tử ôn cười lạnh một tay dùng sức đẩy anh ta ra xa tên kia đứng không vững suýt chút nữa ngã xuống đất tự biết mình không phải là đối thủ của diệp tử ôn cũng không dám dây dưa nữa chỉ mắng lại một câu mẹ nó coi như hôm nay ông mày xui xẻo vừa nói vừa đi đến xe mình thấy anh ta muốn đi Lâm Lệ liền gọi lại, chờ một chút. Cô còn muốn gì nữa? Bư ca kia có phần mất kiên nhẫn, nhưng kiên kỵ Diệp Tử Ôn đang đứng một bên. Lâm Lệ vào trong xe lấy ví tiền, lấy ra 200 tệ đưa cho anh ta. Phí sửa xe. Bư ca kia cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ hừ lạnh cầm tiền rồi trực tiếp lên xe. Lâm Lệ xoay người, nói với Diệp Tử Ôn, cảm ơn anh. Diệp Tử Ôn cũng không khách khí, trực tiếp nói, nếu muốn cảm ơn tôi liền bảo chu hàng mời cơm tôi đi. Lâm Lệ gượng cười gật đầu, lúc này điện thoại để trong xe vang lên. Là cô giáo Trần ở nhà trẻ gọi đến, thấy cô lâu không đến đón thằng bé nên gọi đến hỏi cô. Lâm Lệ vội vàng trả lời, nói cô giáo Trần trong tiểu bân một lát, cô lập tức đến ngay. Cúp điện thoại xoay người cười xin lỗi Diệp tử ôn, tôi còn chút việc phải đi trước, cảm ơn anh. Diệp Tử ôm gật đầu nhìn Tráng Cô nói, Tráng Cô có cần phải đi bệnh viện khám một chút không? Lâm Lệ đưa tay sờ sờ cười nói, không sao. Nói xong liền lên xe, lái đi. Nhìn xe cô đi xa, Diệp Tử ôm lấy điện thoại từ trong túi ra, tranh công gọi điện thoại cho người nào đó. Điện thoại rất nhanh được tiếp, nhưng mà dường như tâm tình người nào đó bên kia không được tốt lắm, giọng điệu có phần hàng học, chuyện gì? Wow ăn thuốc nổ lớn như vậy đừng nói nhảm có rắm mau thả chu hàng không khách khí nói diệp tử ôn cũng không tức giận cười hì hì nói chu hàng lúc nào mời mình đi ăn cơm đi hôm nay mình giúp bà xã của cậu nói như thế nào cậu cũng phải mời mình một bữa cơm a à? nghe vậy bên kia chu hàng có chút vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra bà xã của cậu lái xe đụng phải người người kia công phu sư tử ngoạm muốn lừa gạt nói không được liền muốn đánh người chứ sao. Diệp tử ôn có chút không thèm để ý nói. Cô ấy không sao chứ. Không có chuyện gì, nhưng mà mình nhìn thấy trán cô ấy hơi sưng. Diệp tử ôn vừa nói, muốn mượn cơ hội đòi chu hàng một bữa, như thế nào? Lúc nào đó đi ra ngoài. Lời còn chưa nói hết, điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy. Nhìn chầm chầm màn hình điện thoại một lúc lâu, Diệp tử ôn có chút không nhịn được bùng nổ, u, dựa vào, cậu có cần phải cúp nhanh như vậy không? Khi Lâm Lệ lái xe về đến nhà còn có chút hoảng hốt, xe dừng trong gara một lúc lâu nhưng vẫn chưa mở cửa xuống. Cho đến khi Tiểu Bân bên cạnh cô gọi thì cô mới hồi phục lại tinh thần. Cười cười xin lỗi bé, có chút vô lực nói, chúng ta lên đi. Thằng bé kia nhìn chầm chầm cô, bởi vì hoàn cảnh lúc nhỏ, Tiểu Bân đã sớm học được cách quan sát nét mặt, nhìn chầm chầm Lâm Lệ hỏi, gì, gì không vui sao? Lâm Lệ ngẩn người, đưa tay sờ sờ đầu bé. Lắc đầu nói, không có gì, gì chỉ hơi mệt một chút thôi. Vậy gì về nhà rồi ngủ một giấc, cô giáo nói ngủ là phương pháp giảm bớt mệt nhọc hữu hiệu nhất đó, cho nên trẻ nhỏ đều phải ngủ trưa. Bé thực tâm nói, về mặt kia tựa như ông cụ non. Lâm Lệ vui mừng gật đầu, được. Có chút bất ngờ chính là, lúc lâm lệ mở cửa vào nhà lại phát hiện chu hàng đã về thấy cô đi vào liền trực tiếp sải bước đến chỗ cô lúc cô còn chưa kịp phản ứng liền quan tâm hỏi em không sao chứ lâm lệ ngẩn người bất ngờ anh về sớm như vậy ngoài ra có chút không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy chu hàng cũng không để ý tới cô đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cái trán sưng đỏ của cô cao mày nói sao lại sưng to như vậy đi bệnh viện khám đi lúc này Lâm lệ mới phản ứng kịp đưa tay sờ sờ trán còn hơi đau chỉ lấy tóc phủ lên trán tránh ánh mắt của anh chỉ nói không cần đâu không có chuyện gì vừa nói vừa đổi dép đi vào nhà để cặp của Tiểu Bân lên trên ghế salon cúi đầu hỏi bé Tiểu Bân buổi tối muốn ăn gì bé không trả lời chỉ có chút lo lắng hỏi gì gì ngã bệnh sao Lâm lệ cười nhạt lắc đầu không có a à, gì không có chuyện gì cơm tối để anh làm cho em về phòng nghỉ ngơi sớm đi bên cạnh chu hàng mở miệng nói trực tiếp cởi áo khoác ném lên salon sau đó đi vào bếp thấy thế lâm lệ cũng không nói thêm gì chỉ sờ sờ thằng bé nói gì hơi mệt trở về phòng nghỉ ngơi một lát bé ngoan ngoãn gật đầu cũng không nói gì không biết là do tâm trạng hay bởi vì vừa mới bị đập vào trán lâm lệ cảm thấy đầu óc choáng váng cả người đều mỏi mệt nằm trên giường không bao lâu thì cô đã ngủ thiếp đi nhưng giấc ngủ lại không hề yên ổn dù mắt đã nhắm nhưng lâm lệ lại rơi vào thế giới trong mộng cô mơ thấy thời gian trước đây khi cô và trình tường ở bên nhau còn có cảnh hai người làm đám cưới từng hình ảnh đó như một đoạn phim vụt qua đầu cô cuối cùng cô mơ thấy cảnh trước thang máy chiều nay mẹ trình tường quỳ xuống cầu xin cô đến bệnh viện thăm trình tường cứ như cái đĩa phim lặp lại hết lần này đến lần khác chiếu đi chiếu lại dáng vẻ khóc lóc cầu xin của bà ta nỗi bất an và khó chịu trong lòng khiến lâm lệ phải mạnh mẽ mở mắt ra cô thở hổn hển hô hấp có chút dùng dập sao thế một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai lâm lệ quay đầu lại mới phát hiện chu hàng đã ở cạnh giường từ lúc nào trong tay đang cầm cái tăm bông trên tủ đầu giường có đặt một lọ dầu gió mùi dầu nồng đậm xông vào mũi không khỏi làm lâm lệ nhíu mày gặp ác mộng à chu hàng hỏi động tác tay vẫn không ngừng lại liên tục dùng tăm bông chấm chút dầu hoa hồng rồi thoa thoa lên trán của cô lâm lệ chịu không nổi cái mùi này bèn quay đầu né tránh tôi không cần bôi thứ này đâu nó có tác dụng tiêu sưng nhanh đồng thời làm tan máu tụ vừa nói anh vừa nhẹ nhàng xoay mặt cô lại dù vẫn không tình nguyện nhưng lâm lệ cũng không từ chối nữa chỉ có điều chân mày của cô nhíu chặt đến nỗi không biết chừng có thể kẹp chết một con ruồi chu hàng đã thoa dầu cho cô xong đồ nghề cũng được đặt qua một bên lâm lệ lý nhí cảm ơn nằm nghiêng người lại một lần nữa nhắm mắt chu hàng nhìn cô không rời đi ngay nói dậy ăn chút gì đã tôi không đói bụng lâm lệ đáp mà chẳng buồn quay đầu lại anh nghe trợ lý từ bảo rằng anh ta gặp em ở thang máy chu hàng chậm rãi nhã từng chữ giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra chút tâm tình nào vẫn quay lưng về phía anh lâm lệ lặng lẽ mở mắt ra không nói gì một lát sau lại nhắm mắt lại chu hàng cũng không nói thêm lời nào nữa ngồi bên giường một lát rồi đứng dậy cầm đồ rời đi cả buổi tối lâm lệ ở trong tình trạng mê man chính bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình đang ngủ hay không suốt đêm mộng mị không dứt nói là mộng thì không đúng Chính xác hơn đó là những hồi ức đã qua của cô và Trình Tường trước kia. Những đoạn ký ức ngắn ngủi đó không ngừng hiện lên và hành hạ tâm trí cô. Cô buộc bản thân không suy nghĩ về chúng, thế nhưng không hiểu sao chẳng thể nào áp chế được những mẫu ký ức liên tục nảy ra đó. Sáng, chưa đến 6 giờ cô đã tỉnh lại, nằm y trên giường trừng mắt nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới tung mình dậy. Những cảm xúc buồn bực kéo dài từ hôm qua đến giờ không hề tiêu tán một xíu nào, ngược lại lại càng trở nên nặng nề hơn. Cô bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh tấp vào mặt. Cái lạnh như băng này kích thích mọi giác quan của cô, nhưng lại không thể làm tiêu tan sự buồn phiền trong lòng cô. Nhìn khuôn mặt đẫm nước trong tấm gương, Lâm Lệ chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Chu Hàng nhìn người bên ngoài qua cánh cửa văn phòng mở toang như thường lệ. Lâm Lệ có vẻ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dường như mỗi phút giây đều đang hoảng hốt anh tìm được camera giám sát cửa thang máy tầng 1 trong phòng bảo vệ, nhìn vào đó nhận ra được người đến tìm Lâm Lệ mà trợ lý Từ nói chính là người anh và Lâm Lệ từng gặp ở sân bay, mẹ Trình Tường. Cảm giác khó chịu bỗng trào lên trong lòng, vì phản ứng của cô như thế, anh không hiểu được nó có nghĩa là gì, lẽ nào đến bây giờ trong lòng cô còn chưa dứt bỏ được người đàn ông kia, cho nên mới không muốn tiếp nhận tình cảm của anh sao? Anh không biết, có một số việc dần trở nên không chắc chắn nhưng có một điều chắc như đinh đóng cột hai ngày nay thời gian anh bí mật quan sát cô còn nhiều hơn cả thời gian anh dành để xử lý công việc thật sự có chút ngoài ý muốn lại không biết rốt cuộc là tốt hay xấu đang thất thần thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng lấy lại tinh thần nâng mắt nhìn chỉ thấy lâm lệ đang đứng ở cửa nhìn anh bốn mắt chạm nhau chu hàng khẽ mấp máy môi nói vào đi lâm lệ đi tới Đứng trước mặt anh, nói rõ ràng rành mạch, tôi muốn xin nghỉ. Chu Hàng nhìn cô, lý do? Có việc. Lâm lệ đáp ngắn gọn giống như anh. Chuyện gì vậy? Chu Hàng kiên quyết hỏi, đáy lòng anh có dự cảm, rằng việc này nhất định có liên quan tới tên đàn ông kia, mà dự cảm này khiến tâm trạng vốn đang buồn bực của anh thoáng cái càng trở nên nóng nảy. Lâm lệ cắn cắn môi, ngoảnh đầu sang phía khác, tôi không muốn nói chu hàng không hỏi thêm nữa nhìn cô gật đầu coi như là đồng ý lâm lệ đứng bên ngoài phòng bệnh tay đã đưa lên nhưng vẫn ngần ngại không gõ cửa lúc cô vừa đến bệnh viện mẹ của trình tường đã nói chuyện với cô rất lâu dưới lầu bà ta dường như tiều tụy đi nhiều so với lần gặp trước mấy ngày thôi mà mái tóc đã bạc hơn nữa bà trình nói cho cô biết bệnh của trình tường không thể kéo dài thêm được nữa vì anh không phối hợp điều trị nên tế bào ung thư đã lan rất nhanh nếu thật cắt bỏ thì ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm lâm lệ xoay người dựa lưng vào tường vì căng thẳng nên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh nhắm mắt lại không biết bao lâu mặc dù cô vẫn không thể quên được những điều trong quá khứ thậm chí hai ngày nay những hồi ức đó còn quấn chặt lấy cô hơn nhưng mà trong lòng biết rõ trình tường như thế biết anh ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng khiến cô không thể nào chẳng quan tâm được cô thật sự không làm được khẽ mở mắt ra cô xoay người lại hít một hơi thật sâu không lưỡng lự nữa nhẹ tay gõ cửa rồi vặn tay nắm cửa đi vào trong trong phòng trình tường đang ngồi dựa vào đầu giường ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ không quay đầu lại mà nói luôn đi ra ngoài đi tôi muốn một mình yên tĩnh một chút lâm lệ vẫn đứng yên nhìn anh ta không chớp mắt hình như anh ta gầy đi rất nhiều hai bên má hóc vào sắc mặt vì bệnh mà trở nên tái nhợt nhìn không ra chút sắc đỏ của máu thấy anh ta như vậy lâm lệ khó mà gắn kết người này với trình tường hồi xưa gần như là hai người hoàn toàn khác nhau không nghe được tiếng đóng cửa trình tường vẫn chưa quay đầu lại mở miệng nói lại lần nữa đầu vẫn không quay lại tôi sẽ không làm phẫu thuật dù có chết tôi cũng không chấp nhận việc mất đi một chân giọng nói không lớn nhưng lại kiên quyết vô cùng lâm lệ cắn cắn môi cái mũi chua xót khiến cô chực khóc cô chậm rãi nhấc chân đi về phía anh đợi một lúc lâu mà không nghe người phía sau phản ứng lại cảm giác được có người đang tiến tới trình tường quay đầu lại toan mở miệng nhưng bỗng dưng sửng sốt đối diện với ánh mắt lâm lệ có chút bất ngờ và khó tin lâm Lâm Lệ. Lâm Lệ gật đầu, có phần không nói nên lời, đưa tay bụng miệng, như muốn ép nước mắt sắp trào ra chảy ngược lại vào trong. Trình Tường nhìn chầm chầm vào Lâm Lệ rồi lắc lắc đầu. Dường như cho rằng đây chỉ là ảo giác. Lâm Lệ quay lưng lại, có chút khó có thể tiếp nhận bộ dáng của anh ta bây giờ. Đợi tâm tình bình ổn cô mới xoay người lại, khó khăn mở miệng, khổ sở cười nói, chào. Là em, thật sao? nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong xuất hiện ngay trước mắt trình tường lo sợ đây chỉ là ảo giác chỉ là hình ảnh trong mộng khi giấc mộng qua đi tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ quay trở về như ban đầu lâm lệ gật đầu vành mắt đã ửng đỏ trình tường nhìn cô rồi cười đây là người đầu tiên khiến anh cười hay nói cách khác kể từ sau đám cưới nửa năm trước đây là lần đầu anh mới có thể nở nụ cười từ đáy lòng mình Thế nhưng nụ cười trên mặt cũng không duy trì được bao lâu. Như nghĩ đến điều gì, Trịnh Tường dứt khoát quay đầu đi, nói, em, em, đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Trịnh Tường Lâm Lệ không hiểu tại sao anh lại bỗng nhiên thay đổi thái độ như vậy, chân tay có chút luống cuốn. Anh làm sao vậy? Trình tường cúi đầu, mười ngón tay trên chăn nắm chặt, đau khổ nói, em đi ra ngoài mau, anh không muốn bị em nhìn thấy bộ dạng này vừa nói vừa dùng tay nện mạnh xuống bắp đùi của mình lâm lệ không người kéo tay anh lại đừng như vậy trình tường ngẩng đầu nhìn cô tham lam mà nhìn nét mặt cô như thể cho rằng đây là lần duy nhất mình có thể nhìn cô như vậy như thể cho rằng nếu không làm vậy thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa lâm lệ không biết phải nói gì trong lòng khó chịu đến mức chỉ muốn bật khóc xin lỗi lâm lệ nhìn anh đưa tay lau đi nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống khẽ lắc đầu đừng nói những thứ này hiện giờ điều quan trọng nhất là bệnh tình của anh xin lỗi lâm lệ thật sự xin lỗi em trình tường nhìn cô vẻ mặt đau khổ đến cùng cực lâm lệ quay đi ngước mắt lên trần nhà ép buộc nước mắt chảy ngược vào hốc mắt sau đó mới nói trình tường làm phẫu thuật đi trình tường nhìn cô lắc đầu nếu để anh thiếu đi một chân thì thà anh chết đi còn hơn không gì quan trọng bằng tính mạng cả nếu mất đi một chân có thể giữ được tính mạng vậy thì có gì không đáng giá chứ chỉ có còn sống mới còn hy vọng anh không muốn mình biến thành một tên tàn tật trình tường quay đầu đi cười khổ tự dẻo còn một chân thì anh làm gì được chứ anh phải sống thì mới làm được điều anh muốn anh lâm lệ muốn tiếp tục khuyên lại bị anh trắc lời đừng nói nữa, anh sẽ không đồng ý phẫu thuật. Anh không cách nào chấp nhận việc mất đi một chân được. Trình Tường nói, quay đầu nhìn về phía cô, tự dễu cợt, có lẽ đây chính là báo ứng mà anh phải nhận. Báo ứng vì anh đã tổn thương cô quá sâu. Lâm Lệ nhìn anh, nhìn chầm chầm một lúc lâu mà không nói gì cả. Ánh mắt cô khiến Trình Tường không dám đối diện, bèn quay đầu lãng tránh. Chỉ nhẹ nhàng nói, cảm ơn em đã đến thăm anh, giờ em về được rồi không biết qua bao lâu lâm lệ rốt cuộc chậm rãi mở miệng trình tường cả người trình tường chấn động nhưng vẫn không quay đầu lại anh đúng là đồ chết nhát lâm lệ đột nhiên kích động anh căn bản là kẻ ích kỷ anh chưa từng yêu người khác càng chưa từng yêu tôi nghe vậy trình tường mạnh mẽ xoay đầu lại nhìn cô nói gấp gáp không anh yêu em thực sự yêu em không anh không yêu tôi người anh yêu chưa bao giờ là tôi vì thực chất người anh yêu nhất chính là bản thân anh anh trình tường định giải thích nhưng lâm lệ không cho anh cơ hội đó anh hèn yếu cho nên khi gặp chuyện chỉ biết trốn tránh anh chỉ yêu bản thân cho nên hồi đó khi tiêu tiêu rời đi anh mới có thể lấy tôi làm thế thân và đồng ý gặp gỡ sau đó tiêu tiêu trở lại anh lại liên tục lừa gạt tôi anh dựa vào cái gì mà nói yêu tôi lâm lệ nhìn thẳng vào trình tường anh bảo anh không muốn làm phẫu thuật không muốn mất đi một chân anh chỉ nghĩ đến cảm giác của anh thôi chỉ lo sợ rằng sau này mình không thể nào đối mặt được với cuộc sống như thế vậy anh có nghĩ tới người khác không nghĩ tới những người yêu thương anh anh có biết rằng vì chuyện anh ngã bệnh mà ba mẹ anh đã già đi bao nhiêu không anh có thể thản nhiên nói rằng có chết cũng không muốn mất đi một chân nhưng anh có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ anh không anh đã từng nghĩ đến chưa rằng họ thà để anh mất một chân và sống sót còn hơn là trơ mắt nhìn anh rời xa bọn họ anh nói một chân thì làm được cái gì vậy anh có từng nghĩ xem nếu bác trai bác gái mất đi anh thì làm sao mà sống nổi hai người chỉ có mình anh là con anh đi rồi bọn họ phải làm sao đây tại sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ chỉ nghĩ đến mình chẳng mảy may quan tâm đến tâm tình của những người yêu anh chết không đáng sợ điều đáng sợ chính là làm sao để sống và đối mặt với cuộc đời anh lựa chọn cái nhẹ nhàng nhất cứ như vậy để lại phần khó khăn cho ba mẹ quả thật quá tàn nhẫn rồi trình tường nhìn cô trong lúc nhất thời bị những câu hỏi liên tiếp của cô khiến cho không nói được lời nào lâm lệ hít vào một hơi thật sâu đứng dậy quay lưng đi không thèm nhìn anh chỉ nói tôi chỉ muốn nói những điều này anh có làm phẫu thuật hay không là lựa chọn của anh Lâm Lệ không nói thêm gì nữa, chuẩn bị bước ra cửa. Thấy cô muốn đi, Trình Tường liền mở miệng gọi lại cô. Lâm Lệ Lâm Lệ dừng bước nhưng không quay đầu, hốc mắt cái mũi đều hồng hồng. Ở phía sau, Trình Tường nhìn chầm chầm bóng lưng của cô, một lúc sau mới mở miệng, hỏi, anh đồng ý phẫu thuật, em bằng lòng tha thứ cho anh chứ? Anh đồng ý phẫu thuật, em bằng lòng tha thứ cho anh chứ? Nghe vậy, Lâm Lệ đứng lại, tay cầm túi sách nắm thật chặt. Lâm Lệ, anh biết trước kia anh làm nhiều chuyện có lỗi với em. Anh không dám cầu xin em có thể tiếp tục yêu anh, nhưng mà em có thể tha thứ cho anh không? Trình Tường nhìn cô, trên mặt lộ rõ sự hối hận. Ha ha! Lâm Lệ cười lạnh, quay đầu lại, nhìn Trình Tường, nếu tôi không tha thứ cho anh thì sao? Trình Tường nhìn thẳng vào cô, cười có vẻ mệt mỏi, nói nếu như em đã không thể tha thứ cho anh vậy anh sống hay chết có cái gì khác biệt lâm lệ tiến lên một bước nhìn vào mắt anh ta hỏi bây giờ anh đang dùng sống chết của anh để ép tôi nhất định phải tha thứ cho anh sao không phải vậy anh chỉ muốn không hận anh trình tường nhắm mắt lại có chút đau thương nói tiếp em hận anh không tha thứ cho anh còn khiến anh khó chịu hơn là anh chết đi lâm lệ cười nụ cười kia sen lẫn theo bao nhiêu châm chọc không tiến lên nữa chỉ đứng tại chỗ nhìn anh ta một lúc lâu sau mới miệng nói tôi mặc kệ anh có muốn phẫu thuật hay không nhưng mà nếu như anh cứ muốn chết như vậy tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh giọng nói cũng không lớn nhưng trong giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương trình tường mở mắt nhìn cô muốn mở miệng nhưng lại không biết mình nên nói gì lâm lệ nhìn anh ta một lúc không nói gì nữa thu hồi ánh mắt một lần nữa xoay người đi về phía cửa thấy cô muốn đi trình tường vô thức mở miệng gọi với theo lâm lệ lâm lệ không dừng lại nữa chỉ cắn môi đi ra khỏi phòng bệnh đưa tay đóng cửa lại trình tường nhìn cửa phòng bệnh bị đóng lại một cách nặng nề đã hoàn toàn cách bóng người kia ở ngoài cửa đưa tay lên phía trước muốn bắt lấy nhưng không đủ sức vùi đầu vào trong chăn bông lẩm bẩm trong đau khổ thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, nước mắt trong mắt lâm lệ liền không kìm nén được nữa. Trong lòng thấy đau đớn khó chịu, giống như bị thứ gì đó đâm vào. Lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang, nước mắt mơ hồ che tầm mắt cô, không nhìn thấy rõ nữa, chỉ có thể ngồi sổng người xuống tựa vào một bên tường ở trên đường. Người đàn ông trong phòng bệnh kia dù sao cũng là người mình từng yêu, hơn nữa lại còn mất nhiều thời gian như vậy, mất nhiều công sức như vậy. Mặc dù oán hận, nhưng khi nhìn thấy anh ta như bây giờ, làm sao lòng cô không đau không khó chịu được. Cũng không biết cứ ngồi khóc như thế bao lâu, cho đến khi một bàn tay cầm khăn giấy đưa đến trước mắt cô, sững sờ giật mình ngẩng đầu lên, không biết Chu Hàng đã đến từ lúc nào. Thấy cô còn ngây ngốc thẫn thờ chậm chạp, Chu Hàng ngồi xổm người xuống. Cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, có chút luống cuống hỏi, sao, sao anh lại ở đây chu hàng nhìn cô nhưng không trả lời câu hỏi của cô chỉ đưa tay kéo tay cô hỏi có thể đứng lên không lâm lệ gật đầu khi cầm tay hắn chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện do ngồi xổn quá lâu giờ tê dại đứng có phần không vững dường như đã sớm biết chu hàng cũng không nói nhiều trực tiếp thò tay ra ôm lấy hông cô nhấc người cô lên để hơn nửa sức nặng của cô dồn sang người anh nửa ôm cô đi về phía thang máy bởi vì cả bắp chân đều tê dại rồi cảm thấy không có chút sức lực nào, Lâm Lệ chỉ có thể tựa vào người anh như vậy để anh đỡ mình vào thang máy. Trong thang máy, tê dại ở bắp chân cũng dần dần tan đi, đưa tay đẩy anh ra, Lâm Lệ rời khỏi lồng ngực anh, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, hơi lúng túng, quay đầu đi, chỉ thấp giọng nói rõ, "Cảm ơn." Giọng nói có chút khàn khàn, có lẽ là do vừa rồi đã khóc quá lâu chu hàng không nói gì chỉ im lặng nghiêng thân người nhìn cánh cửa kim loại của thang máy trên đó phản chiếu thân ảnh mơ hồ của hai người bọn họ không khí có chút lúng túng mà nặng nề nhưng mà cũng may thang máy đi thẳng xuống nên rất nhanh đã đến tầng dưới hai người một trước một sau đi ra khỏi thang máy lúc này vừa mới đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện chưa được bao lâu trên đường qua vườn hoa chạm mặt với ba mẹ trình gia đi về phía bọn họ mẹ trình nhìn thấy chu hàng đi ở phía trước có chút sửng sốt dường như có chút ngoài ý muốn khi anh ở đây nhưng mà cũng không tiện hỏi nhiều tiến lên kéo tay lâm lệ hỏi lâm lệ trình tường đồng ý chưa nó đồng ý làm phẫu thuật chưa điều bà quan tâm nhất giờ là con trai của mình những cái khác không quan trọng lâm lệ nhìn bà muốn mở miệng cuối cùng vẻ mặt có chút nặng nề lắc đầu mẹ trình run lên buông tay lâm lệ Cả người như mất hết sức lực, dưới chân không vững lùi ra sau hai bước, may mắn ba Trình ở phía sau kịp thời đỡ lấy bà, mới không để cho bà ngã ngửa ra sau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mẹ Trình cứ tự lẩm bẩm, cả người cứ như bị hút hết sinh khí, làm sao bây giờ? Tôi chỉ có một đứa con trai, nếu nó không còn, tôi còn có thể sống thế nào? Ba Trình ôm lấy bà, không nói gì, nhưng mà hốc mắt cũng hồng hồng điều đau đớn nhất đời người là để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lâm lệ cũng cắn môi đau lòng nhưng cũng không biết phải nói gì để an ủi bọn họ mấy người cứ đứng như vậy trong chốc lát cuối cùng ba trình có chút bất lực gật đầu với lâm lệ đỡ mẹ trình vào trong bệnh viện lâm lệ nhìn bóng dáng của họ giơ tay lên che mắt che đi nước mắt tràn mi trên đường trở về lâm lệ ngồi tựa đầu lên cửa xe ô tô không nói câu nào chu hàng cũng không hỏi nhiều ánh mắt chăm chú nhìn tình hình giao thông trước mặt cố gắng lái xe thật ổn định lúc xe chậm rãi tiến vào bãi đậu xe ở tầng ngầm của tòa nhà lâm lệ đột nhiên từ từ mở miệng hỏi sao anh lại ở bệnh viện chu hàng nhìn cô một cái đậu xe trong bãi đậu xong tắt máy đi theo em chu hàng thẳng thắn nói không hề ý có dấu diếm lâm lệ quay đầu lại nhìn anh một lúc lâu cũng không nói gì chỉ cứ nhìn như thế nghĩ là cô để ý việc anh theo dõi cô chu hàng nhíu mày một chút chỉ nói em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi lâm lệ lắc đầu không nói chuyện chỉ đưa tay cởi dây an toàn ra sau đó mở cửa xe bước xuống xe tưởng là cô muốn đi lên lầu cũng xuống xe theo nhưng lại nhìn thấy cô đi về phía cửa ra vào của bãi đậu xe tiến lên kéo tay cô nhíu mày em đi đâu giọng nói có chút vội vàng có chút nặng nề lâm lệ không nhìn anh chỉ giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút nói em còn phải đi đón tiểu bân tan học chu hàng nắm tay cô đi về cửa thang máy của tòa nhà vừa đi vừa nói em cứ đi lên trước anh sẽ đi đón thằng bé lâm lệ không phản đối vẫn để anh nắm tay đi về phía thang máy sau khi đưa lâm lệ lên lầu lúc này chu hàng mới lái xe đi về phía nhà trẻ đón tiểu bân Lúc Chu Hàng lái xe đến nhà trẻ, nhà trẻ đã đến giờ tan học, ở cổng có rất nhiều phụ huynh chen chúc để đón con, ai nấy đều kiển chân lên ngón trong. Chu Hàng dừng xe ở một bên. Cũng không vội vàng xuống xe, chờ lúc đám người lớn tản bớt đi, lúc này mới từ trên bước xuống, tìm bóng dáng thằng bé. Đến lúc Chu Hàng tìm thấy thằng bé đang đứng ở bên cạnh cổng, thằng bé nhìn anh chầm chầm, nhưng ánh mắt nhìn anh, như có chút bất ngờ, như đang hỏi, sao lại là anh chu hàng đi về phía thằng bé đứng bên cạnh nó là cô giáo trần đang tiễn một vị phụ huynh ngoảnh đầu lại đúng lúc nhìn thấy chu hàng đi về phía bên này cũng có chút ngoài ý muốn nhưng mà vẫn nở nụ cười theo chuẩn nghề nghiệp hỏi chu tiên sinh hôm nay anh tới đón tiểu bân sao chu hàng gật đầu giải thích đơn giản hôm nay lâm lệ có chút không thoải mái cho nên để tôi tới đón thằng bé cô giáo trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cũng không hỏi nhiều nữa quay lại đặt tay lên xoa xoa đầu của tiểu bân nói về đi ngày mai ngày kia là cuối tuần nhưng phải nhớ làm bài tập đó nha tiểu bân gật đầu nghiêm túc vâng nói xong đi tới bên người chu hàng không giống với lâm lệ cũng không có đưa tay nắm lấy bàn tay chu hàng chỉ là ngoan ngoãn đứng cạnh nhỏ giọng gọi một tiếng ba ba chu hàng gật đầu ngẩng đầu lần nữa nhìn cô giáo trần gật đầu sau đó xoay người đi trước ra chỗ xe đổ trên đường. Khởi động xe, nhìn thằng bé ngồi sau qua kính chiếu hậu, chu hàng mặt không chút thay đổi, nghiêm túc mở miệng, thắt dây an toàn lại. Thằng bé phòng má, không nói chuyện, nhưng mà vẫn nghe lời đưa tay thắt dây an toàn lại. Sau khi xác định thằng bé đã thắt dây lại, lúc này chu hàng khởi động xe rời đi. chu hàng chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, xe cũng chạy rất êm, nhưng mà thằng bé ngồi phía sau càng lúc càng thấy bất an, vốn chỉ là nhìn nó phía ngoài cửa sổ, bây giờ dứt khoát hạ cửa sổ xe xuống nhìn quanh cảnh ven đường, không nén được hoang mang. Quay đầu nhìn chầm chầm vào gáy chu hàng, yếu ớt hỏi, chúng ta, chúng ta đang đi đâu? Thằng bé biết đường về nhà, đây rõ ràng không phải là đường về nhà, dấu hiệu trên đường, mặt tiền cửa hàng cũng không đúng, không giống lúc lúc bình thường đi xe cùng dì lâm lệ chu hàng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu thu hết vào mắt toàn bộ bất an và hoang mang trên mặt thằng bé ngược lại có chút vui mừng vì đứa nhỏ này nhớ được đường như thế sẽ không sợ người ta lừa đảo thấy chu hàng không đáp thằng bé càng bất an rồi ba ba thấy nó sắp khóc chu hàng lạnh giọng giải thích đưa con tới đi nhà ông bà nội hai ngày tới gì lâm lệ không thoải mái không có thời gian chăm sóc con thằng bé vẫn còn có chút bất an có chút không tin hỏi không phải là hai người không cần con nữa chứ trong lòng chu hàng than thở than thở tâm hồn trẻ con yếu ớt rõ ràng chuyện đã qua đi được một thời gian rồi nhưng nó vẫn còn căng thẳng vào sợ sệt như thế không phải vậy đợi qua mấy hôm nữa sức khỏe dì lâm lệ khá hơn sẽ đón con về mặc dù đã cố gắng để cho giọng mình nhu hòa đi một chút nhưng nghe thấy vẫn lạnh lùng cứng rắn nhưng mà có sự đảm bảo của chu hàng Hàng bé ở phía sau cũng an tâm hơn nhiều, cả người cũng thả lỏng ra, nhưng mà dường như vừa nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng hỏi, vì ngã bệnh rất nặng sao. Chu Hàng nhìn nó, không nói chuyện. Lúc Chu Hàng trở lại ngoài trời đã tối, mở cửa đi vào, cả căn nhà đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ trên sân thượng bên kia phòng khách. Ném chìa khóa trong tay lên trên hộp tủ trước cửa, rồi đưa tay nhấn công tác bật điện. Một tiếng, cả gian phòng thoáng cái sáng ánh đèn. Chỉ nhìn thấy Lâm Lệ một mình ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Bộ dạng giống hệt lúc anh đưa cô vừa lúc trước, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. Lấy dép lê từ trong tủ giày ra thay, cởi áo khoác Âu trên người ra, tiện tay thả lên ghế salon, khi đi qua cạnh Lâm Lệ cũng không có nói gì cả, trực tiếp đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn một chút, không thấy có nguyên liệu gì để nấu ăn chỉ còn lại mấy quả trứng gà và một chút cơm thừa vén tay áo lên chu hàng lấy mấy quả trứng gà và cơm thừa ra chuẩn bị làm tạm cơm rang trứng cho bữa tối rang cơm xong chu hàng hâm nóng thêm hai cốc sữa đợi chuẩn bị xong tất cả rồi quay đầu lại nhìn phòng khách chỉ thấy lâm lệ bộ dáng như cũ khẽ thở dài đặt sữa còn nóng trên bàn ăn chu hàng đi đến phòng khách cũng không có mở miệng nói gì tiến lên nắm tay cô kéo vào phòng ăn. Dường như lúc này Lâm Lệ mới hồi phục tinh thần, muốn rút tay thì lại bị anh nắm thật chặt. Chu Hàng kéo ghế cho cô ngồi, đẩy cơm rang trứng đến trước mặt cô. Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới anh nói đi đón đứa nhỏ, nhưng hình như không thấy đưa nó về. Liền nhìn anh hỏi, Tiểu Bân đâu? Chu Hàng liếc nhìn cô một cái, ngồi xuống đối diện với cô, nói, hiện tại mới nghĩ đến đứa nhỏ giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại mang theo trào phúng lâm lệ cũng không thèm để ý tới hiện tại điều cô quan tâm là tiểu bân đâu rồi không phải là anh đi đón nó sao sao lại không thấy tiểu bân đâu chu hàng không nhìn cô bưng sữa tươi uống một hớp lúc này mới miệng nói anh đưa nó đến đại viện lâm lệ muốn mở miệng hỏi tại sao có điều là nghi vấn kia chưa kịp hỏi ra lời thì chu hàng phía đối diện tiếp tục nói tình trạng của em hiện tại không thích hợp để chăm sóc nó. Lâm lệ ngẩn người, nghe ra ý trong lời nói của anh, liền cúi đầu ăn cơm. Tay nghề của chu Hàng không tệ, nhưng cô thật sự không có khẩu vị gì. Bỏ cái thìa trong tay ra, nhấp một hớp sữa tươi. chu Hàng đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn cô hỏi, không hợp khẩu vị. Lâm lệ lắc đầu, chỉ im lặng, tay cầm thìa gãy gãy cơm rang, rõ ràng là rất ngon, nhưng cô không ăn ngon miệng chút nào. Chu Hàng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ cúi đầu ăn phần cơm của anh. Không khí trong phòng an tĩnh, chỉ có tiếng bộ đồ ăn đụng nhau phát ra âm thanh. Ăn tối xong Chu Hàng liền vào thư phòng. Về chuyện của Trình Tường một câu cũng không đề cập tới. Lâm Lệ cũng không nhọc lòng đi suy đoán tâm tư của anh, hiện tại cả người cô hỗn loạn, trong lòng rối như tơ vò, không nghĩ ra điều gì đứng trên ban công phòng khách gió lạnh đêm mùa đông thổi tới có chút rét lạnh thấu xương nhưng mà dù rét lạnh thế nào cũng không làm cô đang rối bời tỉnh táo lại được cô đang lo lắng cho trình tường có chút không yên lòng về anh ta không biết anh ta có lựa chọn phẫu thuật hay không nếu như không lựa chọn giải phẫu thì dù sao cũng từng yêu nhau nhiều năm như vậy oán hận thì oán hận nhưng mà nếu như anh ta bây giờ là đang phải trả giá vì những chuyện đã qua thì cái giá này cũng quá lớn rồi. Trong lòng thật sự phiền muộn không có cách nào giải quyết. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Lệ chỉ có thể gọi điện cho An Nhiên. Lúc Lâm Lệ gọi điện thoại cho An Nhiên thì An Nhiên đang nghe nhạc dưỡng thai, sau đám cưới. Tô Dịch thừa đưa An Nhiên đi nghỉ tuần trăng mật, từ đó hai người chưa gặp lại nhau. Lúc này nhận được điện thoại của Lâm Lệ, An Nhiên lộ ra rất vui vẻ nói, Alo, Lâm Lệ, ta còn đang định gọi điện cho ngươi lúc nào chúng ta đi ra ngoài gặp nhau một chút a à? an tử nói chuyện với ta một lát đi so với sự vui vẻ của an nhiên giọng nói của lâm lệ vì buồn phiền bị đè nén mà tỏ ra có chút trầm thấp ngữ điệu có phần nặng nề dù sao đã là chị em với nhau nhiều năm hai người cũng hiểu tính cách của nhau vừa nghe giọng an nhiên liền hiểu hỏi tại sao tâm tình không tốt lâm lệ lùi ra phía sau thân thể tựa vào cửa sổ sát đất nhắm mắt lại nhớ tới bộ dạng của trình tường hồi chiều ở trong bệnh viện nhớ tới vẻ mặt lúc anh ta nói thà chết chứ cũng không muốn thiếu đi một chân nhớ tới những hạnh phúc và đau đớn của hai người trước kia trong lòng thật khó chịu nói không ra tư vị gì đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng lâm lệ bên kia điện thoại an nhiên có chút lo lắng cô hiểu lâm lệ bình thường tính cách lâm lệ tùy tùy tiện tiện nhưng đó là lúc trong lòng không có chuyện gì nếu như trong lòng có chuyện thì sẽ trở nên vô cùng yên tĩnh càng yên tĩnh chứng tỏ sự việc càng nghiêm trọng kể từ sau đám cưới tính cách lâm lệ đã thay đổi rất nhiều nhưng không phải thay đổi tính tùy tiện mà là gặp chuyện thì càng yên tĩnh hơn trước kia đến mức không mở miệng nói nữa lâm lệ nói chuyện với ta a à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì Bên kia điện thoại an nhiên bởi vì sự im lặng của lâm lệ mà trở nên có phần gấp gáp và lo lắng. Lâm lệ nghĩ tới, mũi đã đỏ lên, khóc mắt cũng phím hồng, nóng lên khó chịu, ngửa đầu bứt nước mắt trở về, cắn cắn môi, một lúc lâu mới mở miệng nói, trình tường ngã bệnh rồi. Nghe vậy, bên kia an nhiên im lặng, không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ, an tĩnh chỉ có tiếng gió thổi bên tai lâm lệ. Cũng không biết qua bao lâu... Lúc này An Nhiên ở bên kia điện thoại mới chận rãi mở miệng, Lâm Lệ, mi còn chưa quên được anh ta sao? Giọng nói trầm thấp nặng nề, trong lúc nhất thời không nghe ra tâm tình gì. Lâm Lệ không đáp được, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, về việc cảm giác như vậy, đến tột cùng là vẫn chưa dứt được hay là gì khác, chính cô cũng có chút mơ hồ không xác định được. Không nghe được câu trả lời của Lâm Lệ, An Nhiên bên kia mơ hồ đã có đáp án, khẽ thở dài, Cười khổ có chút rèn sắt không thành thép nói, "Lâm Lệ, mi thật không có tiền đồ." Cô cảm thấy uất ức thay cho Lâm Lệ, cảm thấy không đáng giá, nhất là khi biết trình tường đối tốt với Lâm Lệ 10 năm hoàn toàn là vì coi Lâm Lệ là thế thân, cô lại càng cảm thấy xót xa thay cho những tình cảm Lâm Lệ phải trả giá những năm qua. Nhưng đổi lại góc độ cô có thể hiểu được, hiểu được những bất đắc dĩ trong lòng cô chính mình trước đây cũng phải mất 6 năm mới có thể quên được tình cảm 4 năm giữa mình và Mạc Phi. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi phải quên đi tình cảm 10 năm quả thực là quá gượng ép rồi. An tử, tâm trạng ta lúc này rất hỗn loạn. Chính cô cũng có chút không xác định được mình đối với trình tường là yêu chưa dứt được hay chỉ là xuất phát từ sự thương hại và tình bạn bè. Cô là bởi vì thấy bộ dạng hiện tại của trình tường mà không đành lòng, nhưng cũng thỉnh thoảng nhớ tới lời chu Hàng nói với cô, anh nói cô không phải là thế thân, anh nói trước đây anh không dám yêu là bởi vì sợ bị thương, nhưng là bởi vì cô mà anh muốn thử thêm lần nữa. Lâm Lệ hỏi trái tim mình một chút, nếu như mi còn không bỏ được anh ta, vậy thì quay lại đi. Nếu như trở lại bên cạnh Trình Tường lần nữa mà có thể khiến cho cô vui vẻ, để cô trở lại là Lâm Lệ trước kia lần nữa, như thế với tư cách bạn bè, An Nhiên sẽ ủng hộ quyết định của cô. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lần này Trình Tường phải thật lòng. Lâm Lệ sững sờ, ấp úng hỏi lại, "Mi nói là trở lại bên cạnh Trình Tường?" Trong lúc nói chuyện, trong đầu đồng thời hiện lên gương mặt lạnh của Chu Hàn, cũng không có nhiều nét mặt, chỉ có ánh mắt chân thành tha thiết. "Mi nghĩ thế nào?" Bên kia an nhiên hỏi ngược lại, "Không phải là cô nói Lâm Lệ phải quay lại, mà là rốt cuộc trong lòng Lâm Lệ có muốn hay không?" Đây mới là mấu chốt lâm lệ sửng sốt ở trong lòng hỏi ngược lại mình cô thật sự muốn bắt đầu lại lần nữa với trình tường ư bọn họ còn có thể bắt đầu lại lần nữa sao lâm lệ ở bên này điện thoại không nói chuyện an nhiên ở bên kia nhẹ giọng thở dài nói lâm lệ suy nghĩ cho kỹ đừng bởi vì thương hại mà bắt đầu lại nếu như chỉ là vì thương hại thì chỉ là sự không đành lòng nhất thời cho dù có quay lại cũng sẽ không có tình cảm như lúc ban đầu ủy khuất bản thân mình mà khổ cho người khác im lặng hồi lâu lâm lệ mới chậm rãi mở miệng chỉ nói mi nghỉ ngơi đi ta cúp máy trước an nhiên bên kia điện thoại cũng không nói thêm gì nữa bởi vì biết trong chuyện tình cảm chỉ có bản thân mình mới biết rõ tình cảm thực của mình chỉ là trước khi lâm lệ cúp máy nói thêm câu lâm lệ đừng chỉ vì không đành lòng nhất thời mà ủy khuất mình thương hại là sự tàn nhẫn lớn nhất với người khác sau khi cúp điện thoại lâm lệ tiếp tục đứng trên sân thượng một hồi lâu đến lúc gió lạnh đêm mùa đông thổi đến có chút phát trung lúc này mới xoay người lại nâng bước chân nặng trĩu đi xuống mà phía sau sân thượng chu hàng đã đứng đó không biết từ lúc nào đôi mắt thăm thẳm như đầm sâu nhìn cô chằm chằm xen lẫn cảm xúc mà lâm lệ không đọc ra được nhìn anh một lát lâm lệ thu hồi ánh mắt có chút không dám đối diện với ánh mắt anh dường như có chút chột dạ không nói chuyện nghiêng người đi ngang qua anh. Nhưng lúc đi qua bị anh đưa tay ra giữ lại, dừng bước, cắn chặt môi, trong lòng có loại cảm giác quất ức khó tả, cũng không biết tâm tình bất chợt này là từ đâu mà đến, cái mũi ê ẩm khó chịu, hốc mắt nóng lên, nước mắt dường như không nén được sẽ lập tức lăn xuống, khó chịu như được bộc lộ ra. Chu Hàng than nhẹ, đưa tay đem cô kéo vào lồng ngực của mình. Ông thân thể không một độ ấm vì bị gió lạnh tạt vào, anh càng ôm ngày càng chặt hơn như muốn truyền nhiệt độ của anh cho cô làm cho cô ấm lên lần nữa thân thể gặp được nhiệt độ trên người anh những ủy khuất và khó chịu trong lòng lâm lệ không ức chế được nữa tựa vào bờ vai anh nước mắt dâng lên tay vô ý thức đánh vào lưng anh cũng không biết là muốn đẩy anh ra hay là kéo anh vào cũng có thể chỉ là muốn tìm nơi trút ra trút ra những khó chịu và phiền muộn trong lòng chu hàng mặt cho cô đánh chỉ thò tay ra đóng lại cánh cửa sân thượng sau đó ôm lấy cô tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc ngắn của cô động tác kia mang theo vô hạn trấn an lâm lệ khóc ngủ thiếp đi lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau bản thân mình đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của chu hàng mở mắt nhìn đèn thủy tinh tinh treo trên trần nhà không quá xa lạ kia trước kia đã nhiều buổi sáng tỉnh lại ở nơi này một thời gian ngắn không ở so với ánh đèn trong phòng mình dường như có cảm giác thân thiết khó tả quay đầu không thấy chu hàng ở trên giường nhưng mà cái đệm phía dưới chăn vẫn còn vương hơi ấm như là chứng minh rằng chủ nhân căn phòng này vừa mới dậy chưa được bao lâu giống như những lần tỉnh dậy ở đây hồi trước lâm lệ cứ nằm trợn tròn mắt nhìn đèn thủy tinh kia hồi lâu lúc này mới trở mình xuống giường cái chăn mềm mại theo đó trượt xuống cúi đầu nhìn lại mới phát hiện mình đang mặc bộ đồ ngủ quen thuộc nghĩ đến chắc tối hôm qua chu hàng thay cho cô lúc chuẩn bị vén chăn xuống giường thì cửa phòng đột nhiên mở ra chu hàng đang cầm quần áo từ phòng bên đi vào thấy cô đã tỉnh lại liền tiến đến đưa quần áo trong tay cho cô chỉ nhàn nhạt nói câu thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng lâm lệ nhìn anh chỉ khe khẽ gật đầu không nói chuyện lúc lâm lệ rửa mặt xong đi ra thì chu hàng đã ngồi ở bàn ăn trong tay đang cầm tờ báo sáng nay vừa xem vừa uống sữa trên người đang mặc bộ đồ ở nhà dường như không có dự định đi ra ngoài. Lâm Lệ ngồi xuống đối diện với anh, cầm ly sữa nhấp một hớp nhuận họng, nhìn qua bàn thức ăn cũng không muốn ăn lắm, như là thoáng cái quay lại mấy tháng trước, có cảm giác chán ghét đồ ăn. Nhưng mà cho dù không thèm ăn, Lâm Lệ cũng vẫn ăn, không khí giữa hai người an tĩnh có chút kỳ quái. Lâm Lệ tìm chủ đề nói, anh không chuẩn bị đi công ty à? Nghe vậy Chu Hàng Dương mắt nhìn cô, chỉ khe khẽ gật đầu, nói, ừ, câu trả lời của anh vô cùng lãnh đạm, khiến cho Lâm Lệ không biết nên nói gì, cầm lấy dao trong tay cắt cái chân giò hung khói trên đĩa thành nhiều phần nhỏ, nhưng cũng không ăn. Trong lòng suy nghĩ có nên đi bệnh viện xem tình hình trình tường một chút hay không? Nếu như trình tường thật không muốn phẫu thuật, thì nên làm cái gì bây giờ? Để tờ báo trong tay xuống, nhìn chầm chầm người đối diện đang hoảng thần, mở miệng hỏi, không hợp khẩu vị vốn là câu hỏi lại bị anh nói thành câu trần thuật. Lâm Lệ phục hồi lại tinh thần, liếc nhìn Chu Hàng rồi liếc nhìn bàn thức ăn, có chút lúng túng lắc đầu. Cầm lấy miếng chân giò hung khói cho vào miệng mình. Chu Hàng cũng không nói nữa, cho miếng bánh mì nướng vào miệng, uống một ngụm sữa. Lâm Lệ nhìn anh, có chút nghi hoặc có chút khó hiểu, từ hôm qua ở bệnh viện về đến hiện tại, cô một mực chờ anh mở miệng hỏi, nhưng anh vẫn im lặng không đề cập đến một chữ, cả người dường như còn trầm lặng hơn so với bình thường. Về chuyện bệnh viện, chuyện trình tường, một chữ cũng chưa hỏi. Nhìn anh một chút, Lâm Lệ có phần không nén được trực tiếp hỏi ra miệng, hôm qua tại sao anh lại đi theo em đến bệnh viện. Chu hàng tay đang cầm dao bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi rời mắt lên khuôn mặt cô, đặt dao nỉa trong tay xuống, chậm rãi mở miệng, từ lúc đó đến giờ anh vẫn một mực chờ đáp án của em giọng nói bình thản không có chút phập phồng làm cho người ta không nghe ra một chút tâm tình nào lâm lệ rời mắt có phần không dám nhìn thẳng anh hiểu lúc đó trong câu nói của anh là chỉ đám cưới của an nhiên đáp án là chỉ câu trả lời của cô đối với lời tỏ tình trong lúc say rượu của anh tay đang cầm dao nắm chặt lại lúc đó không trả lời được là bởi vì sợ là bởi vì không xác định được hiện tại lại hỏi cô, cô vẫn không biết đáp án, nhưng mà lần này không phải vì sợ, mà là bởi vì trốn tránh. Đưa tay bưng sữa uống, che giấu đi sự lúng túng của mình. Chu Hàng cũng không có ép hỏi, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, cũng không phải là anh có nhiều kiên nhẫn, có điều là anh không muốn dùng ép cô vào lúc này. Hôm qua là bởi vì cảm thấy tâm tình của cô không đúng cho nên mới không yên lòng đi theo cô đến bệnh viện, mà vì theo cô đi đến mới biết được chuyện của Trình Tường anh thử hỏi mình nếu hiện tại anh là lâm lệ thì sẽ như thế nào thật ra thì bọn họ trải qua tương tự nhau trước đây anh ngồi trong bồn hoa bệnh viện chần chừ có lên thăm lăng nhiễm hay không thật ra cô bây giờ chẳng phải là mình hồi đó sao anh biết bất kể là cô có còn tình cảm với trình tường hay không lúc này nếu bảo cô mặc kệ bệnh tình của trình tường bỏ mặc sự sống chết của anh ta thì chẳng khác gì là đẩy cô ra khỏi người mình về phía trình tường từ sau lần say rượu đó anh biết rất rõ là mình muốn cái gì, một khi đã xác định được mục tiêu, anh sẽ không dễ dàng mà buông tay. So với Trình Tường thì anh có ưu thế hơn, anh chưa từng làm tổn thương Lâm Lệ, hai người lại có kinh nghiệm tương tự nhau, anh hiểu được trong lòng Lâm Lệ nghĩ gì, nhưng so ra anh lại kém Trình Tường 10 năm tình cảm với cô. Cho nên vào lúc này, anh sẽ không bức bách Lâm Lệ phải quyết định hoặc là phải cho đáp án, bởi vì tình hình hiện tại không công bằng với anh anh không muốn làm cho mình thua oan uổng, cũng không muốn làm cho cô bởi vì mềm lòng đồng tình mà đưa ra quyết định sai lầm. Điều mà hiện tại anh nên làm nhất chính là canh giữ ở bên cạnh cô. Bữa sáng còn chưa có ăn xong thì bên kia bệnh viện mẹ Trình đã gọi tới, nói sau khi cô rời đi hôm qua, Trình Tường đến bây giờ không nói nửa câu, thậm chí cơm còn không ăn. Từ chiều hôm qua đến giờ không hề ăn thứ gì. Sáng nay y tá đến đo nhiệt độ cho Trình Tường, lại thấy bị sốt nói nếu như nhiệt độ không giảm xuống sẽ chỉ làm cho bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu bà và ba trình không còn cách nào chỉ có thể hy vọng trình tường sẽ nghe cô cho nên mới gọi điện thoại đến đây cúp điện thoại lâm lệ vô thức ngẩng đầu nhìn chu hàng chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình không đợi cô mở miệng anh đã nói trước anh đưa em đi cảm thấy có chút không ổn lâm lệ khước từ nói không cần em tự mình đi anh đưa em đi chu hàng khăng khăng vẻ mặt một bộ em không đồng ý cũng phải đồng ý lâm lệ không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu đứng dậy đi vào phòng cầm túi xách đi ra khi đến bệnh viện thì ba trình và mẹ trình vì chuyện trình tường đột nhiên lên cơn sốt đã nóng ruột đến mức đi đi lại lại trước cửa thấy lâm lệ đi đến mẹ trình gần như phát khóc kéo lâm lệ nói cầu xin cô nhất định phải khuyên nhủ trình tường lâm lệ có chút xúc động xúc động mẹ trình vốn là một người kiêu ngạo hôm nay lại cầu xin cô như vậy. Chỉ vì tình yêu dành cho con trai mình. Đẩy cửa đi vào, thấy trình tường mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường, tư thế kia không khác là bao so với hôm qua, điều khác biệt duy nhất chính là lúc này không nhìn ra cửa sổ nữa, mà giờ đang nhìn thẳng vào tivi phía trước, ánh mắt không có tiêu cự. Cả người dường như còn hốc hác hơn so với lúc trước. Sắc mặt thoạt nhìn phờ phạt hơn, không hề có huyết sắc. Lâm Lệ đưa tay lên gõ cửa, Trình Tường ngồi bên trong như người mất hồn, không có quay đầu lại, cũng không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế chăm chú nhìn như vậy. Lâm Lệ than nhẹ, đưa tay đóng cửa lại, đi về hướng anh, đứng thẳng ở đầu giường, ngăn cản tầm mắt anh. Một lúc lâu sau, như là cảm giác được ánh mắt mình bị ngăn trở, lúc này Trình Tường mới chậm rãi hồi phục tinh thần, ánh mắt từ từ có tiêu cự nhìn lâm lệ có chút ngoài ý muốn còn có chút không xác định giọng nói rù rì rất nhẹ lâm lệ lâm lệ nhìn thẳng anh ta nhẹ giọng mở miệng hỏi anh còn muốn hành hạ mình thành cái dạng gì nữa mặc dù giọng điệu rất nhẹ rất bình thản nhưng mà vẫn bộc lộ sự khó chịu trong lòng trình tường cười dường như không nghe được cô nói chỉ lầm lũi nói nhỏ anh còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại em nữa bây giờ tôi đang nghĩ tại sao trước kia mình lại yêu một người đàn ông ích kỷ như vậy lâm lệ có chút tức giận tức giận anh ta lại là người vô trách nhiệm như thế chỉ đắm chìm trong cuộc sống của mình không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác trước kia đã như thế cho nên mới coi cô thành thế thân của tiêu tiêu bây giờ cũng thế cho nên mới coi nhẹ sự lo lắng và sợ hãi của người khác lúc này trình tường nghe thấy được ngẩng người rồi cười khổ mang theo tự dẻo cùng chăm chọc anh mãi chỉ biết quý trọng khi đã mất đi hồi đó anh không hề cố gắng cho nên mới trơ mắt nhìn tiêu tiêu đi theo người khác sau đó vẫn không ngừng sống trong sự tưởng niệm cô ta mà tôi thì lại người thay thế cho cô ta để anh tư niệm trình tường quay đầu đi đừng nói nữa khước từ nghe những lời lên án trắng trợn kia những thứ này sẽ chỉ làm cho anh thêm hối hận thêm ăn năm mà thôi không để ý tới lời của anh lâm lệ tiếp tục nói tôi là một tiêu tiêu thứ hai anh lặp lại những chuyện đã xảy ra với tiêu tiêu trước kia lên trên người tôi chỉ có khi nào anh thật sự mất đi anh mới hối hận ban đầu mình không có quý trọng người anh yêu vĩnh viễn không phải là người ở bên cạnh anh trước kia là tôi tiếp theo thì là ai đừng nói nữa trình tường đau đớn ngửa đầu nhắm mắt lại tay đang đặt ở trong chăn nắm lại thật chặt tôi không biết người tiếp theo sẽ là ai Tôi chỉ biết là bởi vì anh như vậy mà bây giờ người bị thương tổn nhất chính là cha mẹ anh. Anh có biết mẹ anh vì anh thậm chí không tiếc quỳ xuống để cầu xin tôi. Cầu xin tôi tới khuyên nhủ anh. Anh có biết ba anh bởi vì anh cả người thoáng cái đã già đi gần 10 tuổi. Đầu đầy tóc bạc còn phải lo lắng cho anh. Anh như bây giờ là định bức chết họ sao? Ha ha. Trình tường ngửa đầu, nhắm mắt lại cười. Ha ha, ha ha có điều là anh ta cười cười rồi lại khóc nụ cười kia khổ sở khiến lòng người ta có chút ê ẩm lâm lệ có chút không đành lòng nhìn anh ta như vậy nghiêng mặt đi không nhìn anh cắn môi để không cho nước mắt nơi hốc mắt lăn xuống em nói không sai là anh quá ích kỷ anh chỉ nghĩ cho mình anh không phải là người con đủ tư cách cũng không phải là người bạn trai đủ tư cách càng không phải là người cha đủ tư cách lâm lệ cả người chấn động giọng nói có chút lạnh thấu xương nói đủ rồi đừng nói nữa trình tường liếc mắt đi khóe miệng khổ sở thấp giọng nói thật xin lỗi lâm lệ khó chịu ép mình không được nghĩ lại chuyện đã qua có một số việc có thể dứt bỏ nhưng mà có vết thương vẫn sẽ luôn đau nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trình tường tự dẻo nói sống người như anh sống còn có ý nghĩa sao lâm lệ cắn môi chắp mũi chua xót lần nữa quay đầu nhìn vào mắt trình tường hỏi trình tường anh muốn tôi tha thứ cho anh sao ngoảnh đầu lại ánh mắt nhìn thẳng vào cô gật đầu có phần vội vàng nói em bằng lòng tha thứ cho anh sao vẻ mặt kia là không thể tin được lâm lệ nhìn anh ta nghĩ tới ba mẹ trình tường ngoài cửa mới vừa cầu xin cô nghĩ tới mẹ trình trong mắt tràn đầy nước mắt gật đầu nặng nề gật đầu nói đúng chỉ cần anh đồng ý phẫu thuật phối hợp trị liệu tôi liền tha thứ cho anh nghe vậy gần như là không hề nghĩ ngợi trình tường liền trực tiếp gật đầu đồng ý được chỉ cần em có thể tha thứ cho anh anh ta không dám yêu cầu xa vời cô có thể tiếp tục yêu anh anh chỉ cầu cô có thể tha thứ cho anh lâm lệ gật đầu tay vốn đang nắm chặt lúc này mới buông lỏng ra cứ như vậy đi nếu như cô tha thứ lại có thể cứu được anh ta một mạng vậy thì tha thứ đi tôi ra ngoài gọi bác sĩ nói xong quay lưng đi ra cửa Lâm lệ Phía sau trình tường có chút kích động Có chút vội vàng muốn từ trên giường đi xuống Lâm lệ quay đầu lại Thấy tay anh lộn xộn khiến cho kim đang truyền dịch đâm chảy máu Bước lên phía trước chặn lại nói Anh làm gì, nằm xuống Trình tường cũng không lo chuyện này Chỉ nhìn chầm chầm cô nói Có thật không, thực sự bằng lòng tha thứ cho anh sao Anh ta muốn nghe chính miệng cô nói Chính miệng cô nói bằng lòng mới được lâm lệ có chút tức giận nhưng vẫn viện anh nằm xuống gật đầu thật nhận được đáp án khẳng định trình tường nở nụ cười ngửa đầu giơ tay lên che mặt mình lại nói cảm ơn lâm lệ nhìn anh ta không bỏ sót phía dưới đôi tay nước mắt lăn trên khuôn mặt anh ta lâm lệ quay lưng đi cắn môi che miệng không nhìn tới anh ta nước mắt dâng lên khiến cho tầm mắt cô trở nên mơ hồ không rõ lại đứng trong phòng thêm một lúc ổn định lại tâm trạng mình lúc này lâm lệ mới đi ra cửa nhưng mà hốc mắt hồng hồng đã tiết lộ chuyện cô đã khóc ngoài cửa mẹ trình và ba trình đang đứng dĩ nhiên bên cạnh còn có chu hàng nghe thấy tiếng mở cửa mấy người đồng thời xoay lại thấy cô đi ra ngoài mẹ trình vội vàng đẩy ba trình tiến lên kéo lâm lệ vội vàng hỏi như thế nào như thế nào trình tường đồng ý chứ ba trình đứng phía sau mẹ trình cũng sốt ruột chờ đợi ánh mắt nhìn lâm lệ tiết lộ cảm xúc hiện tại của ông lâm lệ tận lực làm cho mình cười cầm tay mẹ trình gật đầu nói trình tường đồng ý phẫu thuật rồi nghe vậy mẹ trình như là sửng sốt một lúc sau đó liền khóc là quá mừng mà khóc nắm tay lâm lệ không nói nên lời ba trình phía sau cũng kích động hai tay nắm tay mẹ trình có chút run rẩy lâm lệ đưa mắt nhìn qua vừa lúc đối diện với ánh mắt của chu hàng chỉ thấy anh nhìn cô chằm chằm trên mặt cũng không quá nhiều biểu cảm trên đường trở về nhà vừa lên xe không bao lâu lâm lệ liền tựa vào ghế ngủ thiếp đi chu hàng không gọi cô dậy điều chỉnh ghế ngồi một chút để cô ngủ được thoải mái hơn tốc độ xe cũng hết sức chậm rãi rất vững vàng nhưng mà quán đường này lâm lệ không ngủ yên ổn không phải do chu hàng lái xe không ổn định mà là gặp phải cơn ác mộng lúc dừng đợi đèn đỏ, Chu Hàng quay đầu nhìn cô, chỉ thấy trán cô đầy mồ hôi. Mày trao lại, thậm chí tay đang đặt trên đùi cũng đang nắm chặt. Lâm lệ. Chu Hàng khẽ gọi, đưa tay vỗ nhẹ mặt cô. Lâm lệ mạnh mẽ tỉnh dậy, thở hổn hển, dường như vừa mơ tới cái gì rất đáng sợ. Em có sao không? Chu Hàng nhìn cô, nhíu mày có chút lo lắng. Lâm lệ đưa tay che kín mắt lại, lắc đầu không nói chuyện. Chu Hàn nhìn cô, cho đến khi nghe thấy tiếng còi hối thúc từ đằng sau, lúc này mới quay ra nhìn phía trước thấy đèn đã chuyển xanh, mới tiếp tục đi, dọc đường rất an tĩnh, Lâm Lệ nghiêng đầu dựa vào cửa xe, từ đầu đến cuối Chu Hàn cũng không có mở miệng hỏi cô mới mơ thấy cái gì. Lúc xe dừng lại trong bãi đậu xe, Lâm Lệ vẫn duy trì tư thế cũ, như là đang thất thần. Chu Hàn không gọi cô cứ cùng cô ngồi trong xe như vậy một lúc lâu mãi vẫn không thấy cô hoàng hồn lại cuối cùng mới nhẹ giọng mở miệng lâm lệ lâm lệ dường như vừa trong mộng tỉnh dậy chăm chú nhìn ra bên ngoài mới biết mình đã về tới nhà chỉ gật nhẹ đầu nói đến rồi a à. vừa nói vừa cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe vừa mơ thấy cái gì phía sau chu hàng mở miệng hỏi giọng nói không to không nhỏ tâm tình cũng không phập phồng nhiều lắm tay đang chuẩn bị mở cửa xe ngừng lại im lặng một lúc lâu chỉ nói không có gì cô không đáp chu hàng cũng không hỏi nữa cũng tháo dây an toàn mở cửa xuống xe dọc đường đi hai người đều im lặng cô không mở miệng giải thích anh cũng không hỏi nửa câu về tới nhà lâm lệ liền vào phòng mình mà lần đóng cửa này là cả một buổi chiều lúc chu hàng đẩy cửa đi vào chỉ thấy cô ngồi trên giường gần bệ cửa sổ đầu tựa vào đó hai tay ôm gối. Đi đến nhìn cô mở miệng nói, ăn cơm thôi. Lâm lệ vẫn tiếp tục bất động. Ánh mắt không biết đang nhìn chỗ nào. Em yêu anh ta như vậy sao? Chu Hàng nhìn cô hỏi, giọng anh rất lạnh, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Lâm lệ ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng, em mơ thấy đứa bé. Nghe vậy Chu Hàng sửng sốt, phản ứng lại, biết đứa bé mà cô nói đến chính là đứa con bị sinh non trước đây của cô lâm lệ cúi đầu tay siết chặt mình hơn chút nữa cầm đặt trên đầu gối vẻ mặt bất lực nhẹ giọng nói em nói với trình tường rằng em tha thứ cho anh ta nói rằng em không trách anh ta hại em mất đi đứa bé nhưng mà em vừa mới nằm mơ thấy tình cảnh lúc đứa bé bị mất đi cái cảm giác này rất đau rất đau em đau là bởi vì em chưa bỏ được giống như trước kia trước sau anh mãi không bỏ qua được thân thế của tiểu bân vậy tha thứ cho trình tường hay không cũng không quan trọng quan trọng là em có bỏ qua cho bản thân mình hay không nếu như chính bản thân em vẫn không thể bỏ được thì dù có nói tha thứ hay không cũng giống nhau cả mà thôi tha thứ chỉ là một cái cớ làm cho mình an lòng cũng là để cho người khác an lòng lâm lệ cũng không có nói chuyện nước mắt không tiếng động lăn dài trên gương mặt cô cô biết rằng chu hàng nói đúng cô căn bản không thể phản bác lại anh cô thật sự không có cách nào có thể quên đi cảnh tượng kia rằng cô cỡ nào mong đợi đứa bé này nhưng cuối cùng lại lấy phương thức này mà rời đi có một số việc phải đối mặt với nó trốn tránh sẽ chỉ làm cho mình thêm đau đớn anh biết quá trình đối mặt bao giờ cũng rất đau đớn nhưng mà chỉ có đối mặt em mới có thể kết thúc được mới có thể được giải thoát thực sự đây là bài học mà anh rút ra từ chuyện của anh và tiểu bân trước kia anh vẫn luôn không dám đối mặt với sự thực về thân phận của Tiểu Bân, cho nên mỗi lần nhìn thấy thằng bé luôn khiến anh vừa đau đớn vừa rối bời. Sau này khi đối mặt rồi mới thực sự chấm dứt. Hiện tại đối mặt với thằng bé anh không còn cảm thấy đau đớn và rối bời nữa. Lâm Lệ vẫn im lặng, cô nhắm mắt lại, khóe miệng run rẩy như đang đè nén và chịu đựng. Chu Hàng không có nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi phòng có một số việc chỉ khi mình đối mặt với nó mới có thể hoàn toàn kết thúc người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ý kiến ngoài ra không giúp được gì cả ngoài cửa sổ trời sáng rực rỡ có phần chói mắt không cần ra cửa cũng có thể cảm nhận được vào mùa đông mà bầu trời sáng rỡ như vậy vô tình lại cảm thấy rất ấm áp lâm lệ không biết mình ngồi như vậy bao lâu nữa lúc đứng lên chỉ nhớ mình ngồi từ ban ngày từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng hôm sau cô ngồi thâu đếm suốt sáng lâu như vậy sao lâm lệ không nhìn giờ nhưng mà hẳn là đúng như thế chân đã có chút tê dại cảm thấy như không phải là chân của mình nữa rồi nhúc nhích cũng không có chút cảm giác nào chỉ có tê dại mà thôi một đêm này cô đã suy nghĩ rất nhiều nhiều điều ít nhiều cô đã nghĩ thông suốt trên đùi truyền đến tê dại làm cho cô không cách nào nhúc nhích được chỉ có thể vô lực ngồi lại nhắm mắt lại chờ cơn tê kia đi qua đang lúc lâm lệ nhắm mắt lại vô lực ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cốc 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 nghe tiếng gõ cửa có chút mãnh liệt và gấp gáp lâm lệ có chút nghi hoặc chu hàng chưa bao giờ gõ cửa như vậy muốn đứng lên đi mở của nhưng mà đã quên hai chân đang bị tê căn bản là không có sức lực để đứng lên vừa mới đứng lên bắp đùi nhói một cái liền ngã xuống mặt đất a à, cái mông đập xuống sàn mặc dù này là sàn gỗ nhưng mà thật có chút đau nha cau mày lại mặt trở nên có chút vặn vẹo người đứng ngoài cửa như là nghe được tiếng động trực tiếp mở cửa đi vào chỉ nghe thấy tiếng nói non nớt kêu to gì sau đó lâm lệ còn chưa kịp phản ứng thân ảnh nhỏ nhỏ đã chạy đến chỗ cô tay bé nhỏ lôi kéo cô có chút gấp gáp khóc lên gì gì làm sao vậy gì làm sao vậy lâm lệ ngẩng đầu lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt Thằng bé đã gấp đến độ sắp khóc lên rồi. Tiểu Bân, con sao đã về rồi? Cô nhớ là Chu Hàng nói anh đưa nó về đại viện, thứ hai mới đón nó về mà. Dì, dì sinh bệnh gì rồi, có phải là dì không cần con nữa hay không? Thằng bé vừa khóc vừa hỏi, bộ dáng như vậy khiến Lâm Lệ thật đau lòng. Lâm Lệ gượng cười, thì ra Chu Hàng dùng cái cớ này để đưa Tiểu Bân đi. Vừa định chống người ngồi dậy, cái mông truyền đến đau đớn khiến lâm lệ nhíu mày lại, hai chân tê dại không có cảm giác. Thằng bé thấy thế, tưởng rằng cô bị bệnh rất nặng, liền gấp đến độ khóc quà lên, nước mắt thi nhau rơi xuống, sau đó vội lớn tiếng gọi chu hàng, ba, ba, gì không đứng lên nổi, gì không đứng lên nổi. Tiểu bân, gì không sao, chỉ là vừa rồi ngã xuống, ngồi lâu quá nên chân bị tê thôi. Lâm lệ trấn an, đưa tay vỗ vỗ chân mình, hy vọng có thể nhanh chóng phục hồi thằng bé đâu có nghe cô vừa khóc vừa nói gì có phải là gì sắp chết không có phải là gì không cần tiểu bân nữa không gì đừng chết sau này con sẽ nghe lời gì sau này cũng không trốn ông nội và bà nội nữa còn yêu họ như trước đây nữa gì không được chết con không muốn không muốn lâm lệ há hốc mồm vừa đau lòng bé vừa cảm thấy bản thân mình bất lực hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào chỉ có thể giúp bé lau đi nước mắt vừa an ủi tiểu bân đừng khóc gì không sao thật sự không sao hết vừa nói vừa sốt ruột nhìn ra cửa nghĩ thầm sao chu hàng lâu như vậy còn chưa tới vừa ngẩng đầu nhìn lên mới thấy rõ ràng chu hàng đã đến từ bao giờ tay ôm ngực tựa vào cửa nhìn cô cười như không cười lâm lệ trợn mắt nhìn anh cúi đầu nhìn thằng bé nói tiểu bân gì thật sự không có chuyện gì không tin con đi hỏi ba con đi Nghe vậy thằng bé liền quay đầu nhìn Chu Hàng, mắt hồng hồng hỏi, ba, gì có chết hay không? Chu Hàng tiến lên, đưa tay xoa đầu bé nói, đi bưng ly sữa trên bàn đến đây. Nói xong liền cúi xuống một tay ôm lấy Lâm Lệ. Lâm Lệ có chút không kịp phản ứng, theo bản năng đưa tay ôm cổ anh, khẽ thở vào. Chu Hàng nhìn cô, ôm cô lên trên giường. Hiện tại thằng bé sợ Lâm Lệ sẽ chết. Sẽ không cần nó nữa, nghe Chu Hàng bảo nó ra ngoài bưng sữa, không nghĩ gì liền vội vã chạy ra ngoài. Chu Hàng thả cô lên trên giường, kéo chăn đắp trên người cô, vừa thấp giọng nói, ai bảo không ăn cơm, đói đến mức không còn sức lực đi. Giọng nói pha lẫn mùi vị dẻo cợt và xem cuộc vui. Lâm Lệ tức giận Trừng Anh, chất vấn, anh nói bậy bạ gì với Tiểu Bân A? Anh không biết là tâm hồn nó rất yếu ớt hả? hiện tại thằng bé và cô rất thân thiết bé sợ nhất chính là cô không cần bé chu hàng không nói chuyện ý cười nhàn nhạt không quá rõ ràng nơi khóe miệng thằng bé rất nhanh bưng sữa đến đưa tới cho lâm lệ gì uống sữa lâm lệ mỉm cười đưa tay nhận lấy cảm ơn tiểu bân nhé thằng bé miếng môi vẻ mặt lo lắng nhìn lâm lệ một lúc lâu quay đầu nhìn chu hàng nói ba chúng ta đưa gì đến bệnh viện đi bé thật sợ lâm lệ sẽ chết mẹ không cần bé ba còn nói bé không phải con của ba nếu như ngay cả gì cũng không cần bé nữa thì bé thật sự là đứa trẻ không ai cần a à. lâm lệ bất đắc dĩ nhìn bé vừa đau lòng vừa vô lực chỉ có thể quay đầu trừng mắt nhìn chu hàng chu hàng không đếm xỉa đến ánh mắt của cô chỉ nhàn nhạt mở miệng nói gì không có chuyện gì chỉ là đói bụng nên không có sức lực ăn chút gì vào là tốt thôi nghe vậy thằng bé liền mừng rỡ tiến lên lôi kéo tay lâm lệ hỏi gì có thật hay không lâm lệ chỉ có thể nương theo lời chu hàng gật đầu hôm qua cả ngày không ăn gì đúng là đói bụng đến mức không còn chút sức lực con liền đi tìm đồ cho dì ăn nghe nói chỉ cần ăn là tốt rồi thằng bé vội vàng chạy ra tìm đồ ăn thấy bé đi ra ngoài lúc này lâm lệ mới hỏi chu hàng sao tiểu bân đã về rồi Chu Hàn nhìn vào mắt cô nói, lúc nhớ đến đứa bé thì nhìn Tiểu Bân đi. Lâm Lệ sửng sốt, lúc này mới hiểu được anh là vì lo lắng cho cô nên mới đón Tiểu Bân về để dời đi suy nghĩ của cô. Chóp mũi không hiểu sao trở nên chua xót, không muốn cho anh thấy đôi mắt mình bây giờ đã đỏ lên, Lâm Lệ liền thu hồi tầm mắt, cúi đầu uống sữa của mình. Chu Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói, anh đi ra ngoài làm bữa sáng. Nói rồi xoay người rời đi lâm lệ uống sữa chóp mũi chua xót khóc mắt ửng đỏ trái tim không hiểu sao ấm áp lên nhìn về cửa phòng lần nữa suy nghĩ cả một bữa tối có lẽ cô thực sự nên suy nghĩ cẩn thận bởi vì bệnh tình không thể kéo dài hơn được nữa cho nên khi trình tường đồng ý phẫu thuật bác sĩ của trình tường liền bàn bạc với ba mẹ trình thời gian phẫu thuật mặc dù trình tường vẫn rầu rĩ không nói lời nào nhưng cũng không có kháng cự trị liệu nữa vì vậy tuy là khổ sở nhưng mẹ trình đã yên tâm không ít bởi vì tế bào ung thư bất cứ lúc nào cũng có thể lan ra rất nguy hiểm cho nên đợi trình tường hạ sốt xuống quan sát thêm hai ngày liền chuẩn bị phẫu thuật từ ngày đó nói chuyện với chu hàng ở bệnh viện lâm lệ liền không đến thăm trình tường nữa nhưng mà ngày hôm nay mổ mẹ trình gọi điện thoại cho cô hy vọng cô có thể đến xem một chút lâm lệ suy nghĩ một lúc những gì trôi qua thì đã qua rồi khi đến bệnh viện, Trình Tường đang được đẩy vào phòng phẫu thuật, thấy cô đến đây cả người liền có chút kích động. Lâm Lệ cũng không có nói thêm gì, chỉ gật đầu với Trình Tường, đưa tay cầm tay anh. Lâm Lệ, cảm ơn em còn có thể đến gặp anh. Trình Tường nắm tay cô, trong mắt có chút ẩm ướt. Lâm Lệ cũng không nói thêm gì nữa, khóc mắt cũng có chút hồng hồng, cầm tay anh nhẹ nói, cố gắng lên. Trình Tường được đưa vào phòng phẫu thuật. Mang theo hy vọng của ba mẹ Trình và sự chúc phúc của Lâm Lệ. Lâm Lệ và ba mẹ Trình ngồi chờ bên ngoài, mẹ Trình nắm chặt tay cô, căng thẳng đến bóp đỏ tay Lâm Lệ cũng không phát hiện. Lâm Lệ muốn tìm chút đề tài để nói chuyện để thả lỏng sự căng thẳng cao độ cho họ. Nghĩ tới mấy lần tới đây đều không thấy Tiêu Tiêu cho nên liền hỏi, làm sao lại không thấy Tiêu Tiêu đâu cả? Nghe vậy, mẹ Trình bên cạnh có chút quán hận nói: đừng nhắc đến người đàn bà kia nữa, kể từ khi biết Trình Tường ngã bệnh, mới mấy ngày đầu còn chịu khó tới, sau nghe bác sĩ nói Trình Tường phải bị bỏ đi một chân liền không thấy tâm hơi, cũng bác coi cô ta như con gái ruột, vậy mà không nghĩ tới cô ta lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Nghe bà nói xong, trong lòng lâm lệ không khỏi có chút cảm khái, cũng có chút thấy không đáng giá thay cho Trình Tường. Tiểu lệ, ban đầu là tại bác. Mẹ Trình có chút ấy nấy nhìn Lâm lệ, chỉ có lúc hoạn nạn mới biết được ai tốt ai xấu lâm lệ lắc đầu vỗ vỗ tay bà chỉ nói không liên quan đến bác là vấn đề từ trước đó giữa cháu và trình tường không phải không phải là bác không tốt là bác không tốt mẹ trình tự trách nhìn lâm lệ nói tiểu lệ trước kia thì phải trách bác không tốt cháu đừng để trong lòng sau này nếu cháu và trình tường muốn bên nhau bác tuyệt không phản đối lâm lệ không ngốc tự nhiên liền nghe ra hàm ý trong lời của bà nhìn bà thoáng cái không nói gì trong đầu bất giác nhớ lại những lời chu hàng nói với cô từ hôm sau rượu anh sợ khiếp đảm không dám thử nữa nhưng mà vì em anh muốn thử một lần nữa lâm lệ thấy cô lâu không trả lời mẹ trình đưa tay vỗ cô lâm lệ hồi phục lại tinh thần nhìn ánh mắt nóng bỏng của bà chỉ tránh đi nói chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi nhưng mà mẹ trình còn muốn nói điều gì lại bị ba trình bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại cuối cùng chỉ có thể ấp úng ngậm miệng lại không khí thoáng cái từ căng thẳng trở nên lúng túng lâm lệ đẩy tay bà ra nhìn họ cười cười đứng dậy nói cháu đi mua nước nói xong liền đứng dậy rời đi đợi lâm lệ đi ra xa ba trình có chút không đồng ý liếc nhìn mẹ trình nói sau này đừng có nhắc lại những lời này ở trước mặt con nhà người ta nữa tôi tôi còn không phải là muốn tốt cho trình tường sao nhớ tới đứa con của mình mẹ trình có chút khó chịu đưa tay lau nước mắt ông nhìn trình tường đi nó nghe lời lâm lệ nếu sau khi phẫu thuật lâm lệ có thể ở bên cạnh trình tường vậy nó nhất định sẽ một lần nữa đứng lên chẳng lẽ ông không muốn tốt cho con chúng ta sao vì muốn tốt cho trình tường cũng không thể làm hại lâm lệ bà nghĩ tới trước đây xem không nói đến chúng ta phản đối trình tường và nó yêu đương chỉ nói đến trình tường làm hại lâm lệ sinh non chúng ta đã làm gì làm người phải có lương tâm là nhà chúng ta phải xin lỗi người ta trước hiện tại trình tường bị mất đi một chân lại yêu cầu lâm lệ quay lại thì quá không còn gì để nói tôi cảm thấy được trong lòng lâm lệ nhất định còn có trình tường nếu không sẽ không đến thăm trình tường nhất định là lo lắng cho nên mới không bỏ xuống được mẹ trình khăng khăng cho mình là đúng bà cho rằng trước đây trình tường đối với lâm lệ như vậy lâm lệ còn có thể không hận trình tường còn có thể ở bên nó ba trình xem thường nói đến thăm trình tường quá nữa là bởi vì người ta có lòng trắc ẩn đổi lại chúng ta là lâm lệ chúng ta có thể trơ mắt nhìn trình tường như vậy hay không tôi mẹ trình bị hỏi đến cứng họng trong lúc nhất thời không biết nói gì ba trình thở dài nói con người phải biết cảm ơn bà thấy bây giờ lâm lệ và chu tiên sinh kia không quá tốt đừng có quấy nhiễu cuộc sống gia đình nhà người ta nữa vốn người có lỗi với người ta là chúng ta chúng ta sao có thể còn đòi hỏi quá đáng nữa tôi thấy lâm lệ và người đàn ông kia cũng không tốt như vậy người đàn ông kia ngày nào cũng mang cái bản mặt đó lạnh đến chết người mẹ trình nhỏ giọng lẩm bẩm ba trình chỉ nhìn bà không nói thêm gì nữa Cuộc phẫu thuật của Trình Tường kéo dài suốt 5 giờ, ba chữ đang phẫu thuật đang sáng rốt cục cũng tắt đi. Cửa phòng mở ra, bác sĩ đi từ bên trong ra, bỏ khẩu trang xuống có chút mệt mỏi nở nụ cười đi đến chỗ ba mẹ Trình nói chúc mừng, phẫu thuật rất thuận lợi. Nghe bác sĩ nói phẫu thuật thuận lợi, ba Trình và mẹ Trình kích động đến phát khóc, nhiều ngày trôi qua như vậy, không một câu nói nào có thể khiến bọn họ vui mừng và sung sướng hơn những lời này. Lâm Lệ nhìn họ, trái tim đang thấp thỏm rốt cuộc đã được thả lỏng, cả người thở vào nhẹ nhõm, không đi tới, cũng không chờ trình tường được đưa ra, chỉ xoay người đi khỏi, như vậy là tốt rồi. Ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê ở trung tâm mua sắm, Lâm Lệ cùng An Nhiên chọn chỗ ở gần cửa sổ, Lâm Lệ gọi cà phê, An Nhiên gọi sữa nóng. Khó có được chủ nhật rảnh rỗi, chiều qua sau khi tan học tiểu bân được đón về đại viện suốt cả một tuần không được gặp cháu nội mẹ chu rất nhớ cháu mặc dù thằng bé có chút không muốn đi nhưng cũng không có từ chối cho nên sáng nay thấy an nhiên nói muốn hẹn cô ra ngoài đi dạo một chút cô liền không suy nghĩ mà đồng ý đến đây hai người đi dạo hơn nửa trung tâm bởi vì an nhiên đang mang thai nên nhanh chóng thấy mệt chân ê ẩm cái hông cũng có chút đau cho nên hai người liền tìm chỗ nào đó ngồi một chút thuận tiện hàn huyên với nhau từ sau đám cưới thật ra hai người chưa có dịp nào ngồi nói chuyện. Thật ra thì tới chỗ này chủ yếu là mua đồ cho trẻ con. Áo quần, đồ chơi vân vân. Mặc dù ở nhà hai mẹ đã tích cực chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, nhưng dù sao cũng là con của mình, An Nhiên nghĩ muốn đích thân đi chọn một chút. Đi theo An Nhiên, Lâm Lệ cũng thuận tiện mua thêm hai bộ quần áo cho Tiểu Bân, tưởng tượng bộ dáng thằng bé mặc vào, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười an nhiên cầm thì nhẹ nhàng khoái sữa nhìn lâm lệ tự nhiên lại cười không nhịn được liền hỏi nghĩ gì mà cười vậy a à? lâm lệ lấy lại tinh thần chỉ lắc đầu nói không có gì vừa nói vừa cho đường vào cà phê của mình a nha an nhiên gọi lâm lệ nhìn cô cười chế nhạo nói mi thêm quá nhiều đường rồi kìa lâm lệ sửng sốt không nhịn được có chút lúng túng đưa tay gãi gãi đầu thật sao vừa nói vừa bưng cà phê lên miệng uống an nhiên chăm chú nhìn cô cũng không nói chuyện khóe miệng cười như không cười lâm lệ bị an nhiên nhìn đến cả người không được thoải mái mất tự nhiên dịch dịch mông tức giận nói mi làm gì vậy a à? muốn nói gì liền trực tiếp nói đi cứ nhìn ta chầm chầm không được tự nhiên a à? làm như ta chưa có rửa mặt nha an nhiên cười nghiêng người về phía trước một chút cố ý giảm âm lượng xuống có chút mập mờ hỏi mi và chu hàng thế nào rồi lâm lệ có chút không tự nhiên cúi đầu khuấy cà phê cố ý tránh ánh mắt của an nhiên không nhìn cô ấy chỉ nói không có không thế nào cả thấy thế an nhiên cười ý nghĩ trong lòng tự hồ chắc chắn hơn một chút cúi đầu ngửi ngửi ly sữa sau đó kỳ lạ nói với lâm lệ ta ngửi thấy mùi gì a à? lâm lệ không nghĩ nhiều cho là an nhiên đang nói về sữa liền lo lắng sữa có vấn đề gì có chút căng thẳng hỏi, mùi gì? Hay là sữa quá hạn rồi. Cô không dám lơ là, dù sao người ngồi đối diện là phụ nữ mang thai, lại là thai đôi nha. Không thể có nửa điểm sai lầm. Thấy bộ dáng căng thẳng của cô, An Nhiên cười đặc biệt ngọt, nói, "Ta nói không phải là sữa, ta ngửi thấy được có mùi vị gian tình, mi có ngửi thấy được hay không a?" À? Lúc này Lâm Lệ mới biết được mình bị đùa giỡn, liền tức giận nói, lộn xộn cái gì a à, mi cho rằng ta giống như mi và tô lãnh đạo nhà mi hả an nhiên nhúng nhúng vai nói cũng không phải là không thể được a à. cô chỉ là hy vọng bạn tốt của mình được hạnh phúc nếu như lâm lệ giống như cô gặp được người đàn ông tốt cô tất nhiên sẽ vui mừng thay cho cô ấy thật ra thì mấy lần tiếp xúc với chu hàng chu hàng cho cô cảm giác rất tốt nếu như lâm lệ và anh ta có thể hạnh phúc thì cô cũng vui mừng Lâm Lệ không nói chuyện. Chỉ cúi đầu khuấy cà phê, cô bây giờ không dám đánh cuộc. Lâm Lệ, Mi nói thật với ta, Mi và Chu Hàng thật không thể phát triển hơn được sao? Cô biết chuyện của Trình Tường đã thương tổn Lâm Lệ thật sâu, nhưng là cũng không thể bởi vì vết thương trong quá khứ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của mình được. Lâm Lệ có chút vô lực. Cô không biết làm sao để trả lời, chỉ có thể nói, An Tử, ta không muốn nói về vấn đề này, cho ta thêm chút thời gian, nếu như ta quyết định, ta nhất định sẽ nói cho Mi biết. An Nhiên nhìn cô, thấy cô nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu. Lâm Lệ nhìn An Nhiên cười cười, chuyển đề tài, nhìn bụng An Nhiên hỏi, gần đây các con nuôi của ta có ngoan không? Có luyện hàng Long thập bát trưởng trong bụng Mi không a? À? Thỉnh thoảng sẽ đá ta, nhưng mà may là, biên độ cũng không lớn. Dịch thừa nói là con gái bởi vì con gái nhã nhặn hơn. Nói đến các con, An Nhiên nở nụ cười thỏa mãn, cúi đầu nhìn cái bụng to cao vút của mình, đã 7 tháng rồi, không bao lâu nữa cô sẽ được ngắm các bảo bối của mình rồi, nghĩ tới cảm thấy thật hạnh phúc. Lâm Lê xem thường nói, gì chứ, nhất định là bé trai. An Nhiên cười, về việc hai người này cố chấp về giới tính của đứa nhỏ cô nhìn đã quen, nhớ tới thằng bé con nhà Chu Hàng, không khỏi hỏi, đúng rồi, bi và thằng bé nhà chu hàng sao rồi rất tốt thậm chí có chút ít dính ta nhớ tới tối hôm qua lúc đưa thằng bé đi đại viện trước khi xuống xe nó còn dùng ánh mắt ai oán nhìn cô lâm lệ không khỏi cười nhìn nét mặt của lâm lệ an nhiên biết bọn họ chung sống rất tốt cô cũng biết trong tình cảm đó lâm lệ nhất định dành tình yêu đối với đứa nhỏ không thể giữ được trước đây dồn sang tiểu bân an nhiên đang muốn mở miệng nói gì lúc này điện thoại lâm lệ đặt trên bàn vang lên lâm lệ cầm điện thoại liếc qua màn hình chần chừ một chút cuối cùng nhận điện alo bác ạ à. là mẹ của trình tường gọi tới từ lúc trình tường phẫu thuật xong cô cũng không đến bệnh viện nữa nhưng mà mấy lần mẹ trình đã gọi cho cô ý là hy vọng cô có thể đến bệnh viện thăm trình tường thật ra thì việc đến bệnh viện là cách nói khéo nhưng mà cô vẫn nghe ra được bà hy vọng cô quay lại với trình tường Bắt đầu lại lần nữa, nhưng cô biết rõ đó là điều không thể. Chưa nói đến Chu Hàng hiện giờ, trên phương diện pháp luật cô là vợ hợp pháp của Chu Hàng. Mặt khác là, tình cảm của cô dành cho Trình Tường trong 10 năm qua đã cạn kiệt rồi, không còn sót lại chút nào, cho nên cô không thể quay lại với Trình Tường. Chính vì thế, cô mới không muốn phức tạp hóa một cách không cần thiết, biết rõ anh ta phẫu thuật thành công là được rồi. Lâm Lệ A, cháu đang ở đâu vậy? hôm nay là cuối tuần không phải đi làm đúng không mẹ trình ở bên kia điện thoại thân thiết hỏi lâm lệ công công môi chỉ nói vâng không đi làm đang ra ngoài với bạn ạ à. lâm lệ nếu không có chuyện gì thì đến bệnh viện một chuyến đi từ khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật trình tường vẫn không có cách nào chấp nhận sự thực mình đã mất đi một chân không hề phối hợp điều trị có chút cam chịu a bên kia điện thoại mẹ trình có chút bất đắc dĩ nói nghe giọng rất bất lực lâm lệ từ chối nói bác cháu còn có việc khả năng là không qua được lâm lệ cháu rút ra một chút thời gian đi thăm nó được không nửa tiếng hay mấy phút cũng được trình tường nó nghe lời cháu chỉ cần cháu nói với nó bảo nó phối hợp phục hồi chức năng nó sẽ nghe lời cháu mẹ trình ở bên kia điện thoại vẫn chưa từ bỏ ý định nói lâm lệ cháu có thể không nhìn mặt mũi của bác nhưng hãy nghĩ đến tính cảm nhiều năm của cháu và trình tường A, nếu không phải là bất đắc dĩ bác sẽ không mở miệng xin cháu. Lâm Lệ im lặng, một lúc lâu vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn chầm chầm cà phê trên bàn. Lâu vẫn không thấy trả lời, mẹ Trình ở bên kia điện thoại có chút không xác định hỏi thử, Lâm Lệ, cháu còn đó không? Lâm Lệ vô thức cực đầu, sau kịp phản ứng mới mở miệng nói, bác, người có thể khiến Trình Tường đứng lên lần nữa chỉ có chính anh ấy, người khác ai cũng không thể giúp được cháu có thể lâm lệ chỉ có cháu mới có thể lâm lệ có chút mệt mỏi cháu còn có chuyện trước như vậy đi nghe cô muốn cúp điện thoại mẹ trình nói gấp lâm lệ cháu có thể trơ mắt nhìn trình tường suy sụp như vậy sao lâm lệ không nói chuyện chỉ im lặng một lát rồi liền cúp điện thoại cuộc đời của anh ta thì anh ta phải có trách nhiệm người khác không thể gánh vác thay anh ta được đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu lên mới phát hiện An Nhiên đang nhìn chầm chầm cô. Ánh mắt kia rất nghiêm túc. Lâm Lệ nhìn cô ấy, không khỏi hỏi, sao vậy? An Nhiên nhíu mày hỏi, mi còn lưu luyến trình tường. Ta không có. Lâm Lệ liếc mắt đi, bưng cà phê lên uống một ngụm. Gạt ly sữa trước mặt sang một bên, An Nhiên đưa tay nắm lấy tay Lâm Lệ hỏi, Lâm Lệ, mi nói cho ta biết có phải vì trình tường hay không cho nên mi không thể tiếp nhận chu hàng không có thật không có cô xác định đã hoàn toàn không còn lưu luyến gì với trình tường còn có một chút chưa dứt hẳn được là vì chuyện đứa con hồi đó trong lòng thế nào cũng không thể quên được vậy mà mi còn đi gặp anh ta lâm lệ nhìn an nhiên khẽ thở dài nói trước đây trình tường bị ung thư xương vẫn không tiếp nhận trị liệu cho nên mẹ trình mới tìm ta xương ung thư xương an nhiên không khỏi trừng to mắt cô biết trình tường ngã bệnh nhưng không biết là bị ung thư xương thử nghĩ cũng thấy thật đáng sợ lâm lệ gật đầu tính mạng được giữ nhưng là phải phẫu thuật cắt bỏ một chân an nhiên im lặng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nhất thời không khí trở nên có chút ngưng trọng không muốn hai người gặp mặt mà lại bị chuyện này làm mất vui lâm lệ chuyển đề tài nói đúng rồi không phải tô dịch thừa nhà mi nói đến đón mi sao làm sao còn chưa tới lúc trước đang đi dạo ở trung tâm thương mại thì nhận được điện thoại tô dịch thừa gọi tới nói không yên lòng an nhiên đang mang thai một mình về nhà cho nên muốn đi qua đón người về an nhiên cũng phục hồi tinh thần chỉ cười nói đúng vậy làm sao còn chưa tới a à? vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cửa lâm lệ cũng nhìn ngoài cửa sổ đúng lúc nhìn thấy người kia bước xuống xe liền nói đừng tìm nữa đã đến rồi nghe vậy an nhiên quay đầu nhìn lại thấy tô dịch thừa ngoài cửa sổ liền giơ tay vẫy vẫy anh tô dịch thừa gật đầu chỉ về phía cửa ý nói chờ anh đi vào sau khi tô dịch thừa đi vào lâm lệ không nhịn được trêu đùa anh đại lãnh đạo trăm công nghìn việc vậy mà còn có thể rút ra thời gian đi đón bà xã quả nhiên là người đàn ông tốt thời đại mới a à. Tô dịch thừa cười ôn hòa, anh sợ nếu anh làm không tốt sẽ có người không bỏ qua cho anh. Lâm lệ cũng cười, lời này là trước đây cô nói với anh. Tô dịch thừa quay đầu dịu dàng nhìn an nhiên hỏi, có thể đi chưa, mẹ nói chờ chúng ta trở về. Hôm nay là cuối tuần, thời gian cố định đến đại viện. Dí dõng thè thè lưỡi với anh, nói em đi phòng vệ sinh đã. Nhìn vào bụng bầu của cô, tô dịch thừa có chút không yên lòng nói để anh đi cùng em. Không cần đâu, nhà vệ sinh nữ anh cũng không thể đi vào nha. An Nhiên đứng dậy, lôi kéo anh ngồi lại chỗ mình, anh ngồi chuyện trò với Lâm Lệ đi, em đi sẽ trở lại. Lâm Lệ nhìn bóng dáng An Nhiên biến mất ở ngã rẽ, quay đầu nhìn tô dịch thừa cười nói, An Nhiên có thể gặp được anh thật là may mắn của cô ấy. Tô dịch thừa cũng cười. Ông nhuận nho nhã trước sau như một, gặp được cô ấy cũng là may mắn của anh. Giọng nói không lớn không nhỏ. Lâm Lệ gật đầu đồng ý, rồi lại có chút cảm khái nói, có lẽ đây chính là duyên số đi, duyên số vợ chồng. Trước đây qua 6 năm, An Nhiên trước sau vẫn không quên được Mạc Phi, thế mà qua một lần xem mắt nhầm lẫn, hôn nhân chớp nhoáng lại gặp được tình yêu thực sự. Có lẽ đây là cái số đã được định trước như mọi người thường nói đi. Tô Dịch thừa nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười hỏi, anh và An Nhiên như vậy vậy thì em và chu hàng thì sao lâm lệ sửng sốt dương mắt nhìn anh có chút không rõ ý anh anh và an nhiên là duyên vợ chồng vậy em và chu hàng cũng không khác là mấy tô dịch thừa giải thích trước kia em và trình tường có tình cảm 10 năm thậm chí còn có con cuối cùng cũng không thể kết thành vợ chồng nếu như nói hai người kết hôn rồi sống chung với nhau là một loại duyên số vậy thì em và chu hàng sao không phải là không có cái duyên này chứ Lâm Lệ nhìn anh một lúc lâu, không nói chuyện, chỉ che giấu bằng cách uống một ngụm cà phê, nhưng mà cà phê kia dường như đã nguội đi rồi. Thấy cô không đáp, tôi dịch thừa ngồi đối diện nói, vài tuần trước Chu Hàng có tới tìm anh. Nghe vậy, Lâm Lệ nâng mắt nhìn anh, muốn hỏi tại sao, há mồm nhưng vẫn không thể hỏi ra. Dường như xem thấu ý nghĩ trong lòng cô, tôi dịch thừa chủ động giải thích, thật ra thì cùng không có gì, chính là tìm anh uống rượu, sau đó có nói chút ít. Anh ấy nói gì? Cơ hồ là theo bản năng, nói xong Lâm Lệ mới kịp phản ứng. Tô Dịch thừa nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười tà mị, em muốn biết sao? Đang lúc Lâm Lệ muốn mở miệng thì An Nhiên đã trở lại, nhìn bọn họ hỏi, hai người nói chuyện gì vậy? Tô Dịch thừa đứng dậy, nhìn Lâm Lệ nhưng không nói chuyện. An Nhiên cảm giác được bầu không khí dường như khác với trước lúc mình đi, nhìn tô dịch thừa một chút rồi nhìn lâm lệ sao vậy nói gì không thể cho ta biết sao lúc này lâm lệ mới đứng dậy lắc đầu với cô nói không có gì tô dịch thừa đón mi rồi ta về trước đây nói xong liền xoay người đi ra cửa này lâm lệ an nhiên muốn gọi cô ở lại hỏi chuyện gì xảy ra lại bị tô dịch thừa bên cạnh kéo lại để cho cô ấy đi có một số việc phải do chính cô ấy nghĩ mới rõ được An Nhiên khẽ nhớ mày nhìn anh hỏi rốt cuộc hai người vừa nói gì vậy Tô dịch thừa mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn giữa lông mày của cô nói về nhà sẽ nói cho em biết Hết phần 7 Mời các bạn đón nghe phần 8 Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn